phòng khám chuyên khoa học trò Cha Tường xin được trân trọng kính chào và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý đại biểu, quý mạnh thường quân, quý bệnh nhân, quý người nuôi, và gửi lời chào lời chúc sức khỏe trân trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay chúng ta rất là vui mừng hân hoan khi có được 14 bệnh nhân ung thư đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao tại phòng chuẩn trị y học cổ truyền chuyên khoa phòng khám chuyên khoa học trò Cha Tường, và ngày hôm nay đạt được cái kết quả thành công. Đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn của tập thể ekip các thầy thuốc ở đây miệt mài mỗi ngày tận tâm để mà lo chu đáo cái công tác khám chữa bệnh. Và đó là nỗ lực rất là lớn từ phía chính những người bệnh nhân ở đây. 14 bệnh nhân có 14 cái hoàn cảnh khác nhau, cái căn bệnh khác nhau, và mỗi một người như vậy luôn phấn đấu để mà vượt qua được căn bệnh. Cho nên cái thành quả ngày hôm nay là vô cùng xứng đáng mà chúng ta muốn biểu dương trong cái buổi lễ này, để khi bệnh nhân ra về hòa nhập với cuộc sống gia đình, mình sẽ có được một cuộc sống chất lượng hơn. Mình tiếp tục mình giữ phác đồ và mình sẽ khống chế cái bệnh trong thời gian sắp tới. Và đây cũng là một cái động lực rất lớn dành cho tất cả quý bệnh nhân đang còn tiếp tục hỗ trợ điều trị tại đây. Đó là cái ý nghĩa mà cái buổi lễ ngày hôm nay các thầy muốn tổ chức để mừng cho 14 bệnh nhân ra phòng khám ngày hôm nay. Đây cũng là một cái món quà mà chúng ta muốn dâng tặng lên cho cha. Bởi vì cha là người đã tận tâm nghiên cứu cái công trình khoa học này 20 năm. Cha nghiên cứu cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano. Cái phương pháp này theo tên gọi mà cha đặt cho cái phương pháp của cha là cháo nano, thảo dược nano. Thì cái phương pháp này hỗ trợ cho tất cả những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn mà bác sĩ không có còn điều trị mình nữa. Tới đây, các thầy chăm sóc và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trên tinh thần yêu thương cho không, cũng như là mang lại những cái kết quả tốt đẹp. Con xin chào bác Quế ạ. Xin giới thiệu, đây là bác Tô Phú Quế. Bác cũng là một trong những nhân vật rất là quan trọng mà góp phần làm cho phòng khám của mình có được ngày hôm nay. Vì cái thời điểm khó khăn nhất mà bác luôn đồng hành sát cánh cùng với quý thầy thuốc ở đây, cung cấp cái nguồn thảo dược cần thiết giúp cho bệnh nhân ung thư vượt qua trong giai đoạn đó. Hôm nay các thầy rất là mang ơn bác, cũng như là bác tiếp tục đồng hành với các thầy. Bác mới vừa đi công tác ở Lào về mà hôm nay tranh thủ xuống phòng khám mình. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho bác Tô Phú Quế. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh cùng với quý thầy xin mời quý bệnh nhân và người nuôi chúng ta cùng hướng lên Chúa, dâng những câu kinh cũng như là cảm tạ cha vì cha đã nghiên cứu ra phương pháp này giúp cho những bệnh nhân ung thư ở đây mình mới có được ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời mọi người hướng về Chúa ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, chớ để chúng con xa trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe
thi cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô cùng các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời mọi người ngồi xuống. Sau đây thì Thầy Thanh xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự của buổi lễ. Xin được trân trọng giới thiệu các thầy thuốc và các thành viên trong phòng khám có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Thuận là mạnh thường quân của phòng khám. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tô Phú Quế là giám đốc công ty thành viên, một thành viên Phú Quế. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Lan là mạnh thường quân của phòng khám đến từ Mỹ. Đặc biệt là có sự tham gia hiện diện của phái đoàn huấn luyện trung tâm dưỡng sinh Trà Vinh. Cùng với toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng ta rất là vui mừng, hân hoan trong ngày hôm nay khi tổ chức buổi lễ mừng cho 14 bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Tại hồ sơ đầu vào, hồ sơ đầu ra là bệnh nhân cũng sẽ có bên cạnh đó. Và cái kết quả dựa trên những giấy tờ tại bệnh viện kết luận chẩn đoán cho bệnh nhân, chứ không phải do các thầy thuốc ở đây tuyên bố cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân vào đây là có hồ sơ đầu vào, và trong thời gian hỗ trợ điều trị bằng phương pháp thực dưỡng, đó là phương pháp cháo nano, thảo dược nano theo cái tên gọi mà cha đã đặt cho cái phương pháp của cha. Và trong thời gian mà mình áp dụng phương pháp đó hoàn thành, trung bình là thời gian sẽ là duy trì từ 2 tới 3 tháng. Và sau đó mỗi bệnh nhân sẽ được đi khám định kỳ tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Ví dụ như ở trong tỉnh là có bệnh viện Thiên Ân, bệnh viện Minh Tâm và bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Còn ở các tỉnh xa, ví dụ như là bệnh viện Cần Thơ, Đa khoa Cần Thơ, hoặc là ở thành phố thì có bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Chợ Rẫy, trung tâm Mendic Hòa Hảo. Đó là những nơi chẩn đoán cho bệnh nhân sau khi mà đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây. Và cái kết quả đầu vào và đầu ra có thể đem ra so sánh với nhau. Và mỗi bệnh nhân được ngồi trên đây thì dựa trên những cái kết quả đó, cái hồ sơ gốc là tất cả quý bệnh nhân ở đây đều được nắm giữ. Có nghĩa là mình có thể kiểm tra lại cái kết quả đó. Ví dụ như ở nhà mình có các bác sĩ hoặc là các thầy thuốc, hoặc là trong gia đình mình có ai làm ngành y, có thể mình sẽ xem lại những cái kết quả đó. Thì có 3 cái điều kiện mà trong cái kết quả đó mang lại. Thứ nhất là bệnh nhân ung thư không có thấy tiến triển thêm những cái tình trạng di căn phát triển thêm. Cái thứ hai là cái dấu ấn ung thư nó nằm trong cái ngưỡng an toàn cho phép. Và cái yếu tố thứ ba là các bệnh nhân ung thư ở đây có cái kích thước của cái khối u đó giảm. Đó là 3 cái tiêu chí dựa trên cái hồ sơ chẩn đoán đầu vào và đầu ra, cũng như là qua khám lâm sàng bệnh nhân khỏe hơn khi mà so sánh với cái kết quả mà mình đi tới lúc mà mình mới vô phòng khám so với cái ngày hôm nay. Thì những cái yếu tố đó quyết định cho bệnh nhân đó được ra phòng khám hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây. Đó là 14 bệnh nhân đạt được cái kết quả ngày hôm nay. Và cái đối tượng, nhóm đối tượng mà phòng khám tiếp nhận là chủ yếu là những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, là bác sĩ đã áp dụng các phương pháp như là hóa trị, xạ trị hoặc là phẫu thuật cho bệnh nhân đó rồi, nhưng mà không phù hợp với phác đồ đó nữa. Ví dụ như sức khỏe bệnh nhân không cho phép để mình áp dụng cái phác đồ hóa trị, thì khi đó
bác sĩ khuyên là thôi về đi kiếm thuốc nam uống đi, hoặc là bác sĩ nói là cái phác đồ hóa chất nó vô á, nó không còn đáp ứng nữa. Đó là những trường hợp như vậy. Hoặc là mình lớn tuổi quá, ví dụ các ông bà cụ lớn tuổi quá không có thể phẫu thuật được, cũng không có thể vô hóa chất được, thì ở đây phòng khám sẽ tiếp nhận. Hoặc là trường hợp là bệnh nhân đó có mắc bệnh nền, như là bệnh xơ gan, bệnh men gan cao, hoặc là huyết áp cao, hoặc tiểu đường, mà không thể áp dụng những cái phương pháp điều trị dụng như phẫu thuật, thì ở đây các thầy cũng nhận. Và trường hợp cuối cùng là những bệnh nhân không có điều kiện điều trị, mình không có kinh phí, mình theo cái hóa chất đó, thì những đối tượng bệnh nhân như vậy thì ở đây các thầy, trước đó là cha đã nhìn thấy cái điều đó, cha đã trăn trở, cha rất là thương cho các cô bác mà có căn bệnh ung thư, nhưng mà mình không có điều kiện để mình điều trị Tây y, thì cha mới nghiên cứu cái phương pháp này để làm sao đáp ứng được cho nhóm đối tượng thầy mới vừa kể, để mang lại một cái hy vọng mới, một cái phương pháp thay thế khi mà phương pháp Tây y không áp dụng được. Thì đó là nhóm đối tượng mà cha đã dành thời gian, dành tâm huyết để tìm ra cái phương pháp phù hợp cho những bệnh nhân đó, để có thể trong một khoảng thời gian nó đáp ứng được cái phác đồ đó, mang lại cái kết quả tốt hơn, cải thiện được sức khỏe. Và ngày hôm nay cái thành quả là 14 bệnh nhân ở đây, cũng như là trước đó đã từng có rất nhiều bệnh nhân khi về nhà khỏe hơn và đi kiểm tra những kết quả tại bệnh viện, mỗi ngày mình thấy những cái kết quả thật tốt đẹp đó, thì đó chính là cái thành quả là trái ngọt mà cha xứng đáng được đón nhận. Ngày hôm nay các cô các bác ở đây, có mặt ở đây đông đông như thế này, thì phòng khám, các thầy thuốc ở đây rất là vui mừng ở chỗ là vì đã đặt niềm tin vào các thầy, thì các thầy cố gắng phấn đấu mỗi ngày để làm sao mang đến một cái phương pháp hỗ trợ điều trị dựa trên phương pháp của cha, ăn uống, thực dưỡng. Và sắp tới đây là sẽ đưa cái chương trình tập dưỡng sinh vào phòng khám, thì thầy Quý sẽ khởi động lại cái chương trình tập dưỡng sinh đó vào mỗi buổi sáng cho quý bệnh nhân ở đây, và sẽ có bên trung tâm dưỡng sinh của tỉnh Trà Vinh hỗ trợ cho chúng ta để mỗi ngày phòng khám mỗi tiến bộ hơn, mỗi tốt đẹp hơn, thì cái quá trình hỗ trợ cho bệnh nhân sẽ tốt hơn theo ý của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường mong muốn. Bây giờ thì thầy sẽ tổ chức lại cái nghi thức mà cha đã hướng dẫn cho các thầy mỗi khi mà bệnh nhân ra phòng khám. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa cha, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bằng phương pháp cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các đội ngũ y sĩ tại phòng khám xin kính trình lên cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu giúp cho các bệnh nhân ung thư. Khi đó cha Phêrô sẽ hỏi thầy rằng: thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian hỗ trợ điều trị, các y sĩ trong phòng khám đã đưa các bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Và sau khi các y sĩ đã nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân, chúng con kết luận rằng bệnh nhân đã đạt kết quả cao trong phòng khám. Xin kính trình lên cha. Sau đây, thư ký của phòng khám anh Nguyễn Văn Thành sẽ thông qua danh sách các bệnh nhân đã hoàn thành. Xin được kính mời anh. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa quý thầy,
nhân viên phòng khám. Kính thưa quý khách mời và toàn thể bệnh nhân và người nuôi, thì sau đây con xin thông qua danh sách là 14 bệnh nhân đạt kết quả cao trong quá trình điều trị tại phòng điều trị học cổ truyền. Thì khi con xuống tên thì con mời quý bệnh nhân mình đứng lên nha. Thứ nhất là mời chị Quỳnh Ngọc Huy, 44 tuổi, quê Tiền Giang, ung thư tuyến giáp. Và bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Nguyễn Tri Phương, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị tại phòng khám yêu thương cho không là bệnh viện Tâm Minh Đức, Tiền Giang. Thứ hai là mời chị Nguyễn Thị Tươi, 43 tuổi, quê Nam Định, là ung thư vú trái. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. Thứ ba là mời cô Bùi Thị Ngọc, 67 tuổi, quê Hà Nội, ung thư vú trái, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện ung thư vú, bệnh viện ung bướu Hà Nội, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ tư là mời anh Trần Khắc Cường, 31 tuổi, quê Đắk Nông, ung thư máu, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ là bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Thứ năm là mời cô Lương Thị Vinh, 61 tuổi, quê Ninh Bình, ung thư phổi, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. Thứ sáu là mời chú Đặng Ngông, 68 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, ung thư thực quản, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện chẩn đoán sau quá trình điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. Thứ bảy là mời cô Trần Thị Hương, 68 tuổi, quê Bến Tre, ung thư gan giai đoạn 4, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ tám là mời chị Võ Thị Bé Lèo, 48 tuổi, quê An Giang, ung thư vú di căn xương, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ chín là mời chị Đặng Thị Thúy, 70 tuổi, quê Hà Nội, ung thư da bàn tay trái, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ca Tân Triều, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ 10 là mời anh Trần Quang Trung, 46 tuổi, quê Quảng Trị, ung thư gan di căn bàng quang, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 11 là mời chú Trần Văn Quân, 71 tuổi, quê Ninh Bình, ung thư gan, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, và bệnh viện chẩn đoán sau khi pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 12 là mời cô Nguyễn Thị Phương, 53 tuổi, quê Hà Nam, ung thư đại tràng, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ca Tân Triều, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. Và 13 là mời cô Phạm Thị Xè, 60 tuổi, quê Kiên Giang, ung thư phổi, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, và bệnh viện Nhân dân 115. Và cuối cùng 14 là mời cô Nguyễn Thị Hồng, 83 tuổi, quê Nam Định, ung thư dạ dày, bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Bạch Mai, và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. Dạ thì con xin thông qua danh sách 14 bệnh nhân và làm pháp đồ điều trị. Xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn anh thư ký Nguyễn Văn Thành đã thông qua danh sách của 14 bệnh nhân hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ phát biểu chúc mừng các bệnh nhân cũng như là dặn dò quý bệnh nhân vừa mới hoàn thành phát đồ điều trị. Xin được kính mời thầy. Thầy Quý xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Thầy xin chúc mừng cho 14 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Và trong quá trình điều trị thì các thầy thuốc ở trong phòng khám đã chỉ dạy cho các bệnh nhân mình về cách ăn uống như thế nào là lành mạnh hết rồi. Thì bây giờ thầy chỉ nhắc trở lại cái ý chính thôi, là mình khi về đến nhà rồi á, thì mình phải tiếp tục mình giữ cái phác đồ của mình ăn là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống, nó là mang tính kiềm, nó tốt cho sức khỏe của mình để nó khống chế căn bệnh ung thư. Thì mình về đến nhà mình chỉ cần mình nhớ như đó thôi, là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống. Và nếu mình thêm một chút tiến xa hơn chút nữa là chúng ta là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống, buông bỏ và cho không, thì khi đó cái giá trị đời sống của chúng ta sẽ nâng cao lên, giúp ích cho cái đời sống của mình và giá trị cho xã hội. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng cho 14 người bệnh nhân mình về đến nhà dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Và bên cạnh đó thầy cũng xin nhắc thêm là những người nuôi của mình đã đến đây rồi, mình đã biết ăn uống như thế nào là lành mạnh rồi, thì mình chưa có mắc bệnh nan y ung thư thì mình lo mình về mình tích lũy cái sức khỏe của mình đi, ăn uống cây cỏ mang hạt giống để mà mình đưa cái dòng máu của mình về dòng máu kiềm quá để nâng cái sức khỏe của mình lên, kéo dài cái tuổi thọ mình ra. Đừng để mơ mốt mà mình quay về nhà rồi mà mình quay trở lại đây nữa gặp các thầy nữa, thì lúc đó các thầy sẽ không nhận mình đâu. Mình đó mình biết mình như thế nào để mà ung thư rồi mà mình không có giữ được, mình tánh nó đi, mình đừng có để mắc bệnh ung thư quay trở lại, các thầy chữa không xiết đâu. Cho nên mình nhớ nha các bệnh, các người nuôi nha. Rồi một lần nữa thầy xin chúc sức khỏe toàn thể quý bạn chị em. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã có những lời nhắc nhở chia sẻ rất là chân tình. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế sẽ có đôi lời phát biểu với toàn thể quý bệnh nhân, cũng giới thiệu cho quý bệnh nhân và người nuôi thì cái thời gian mà phòng khám đang phục dựng trở lại thì cái nguồn thuốc, nguồn thảo dược á mà các thầy sử dụng cho quý bệnh nhân là được cung cấp bởi bác Tô Phú Quế. Bởi vì thời điểm đó các thầy không có điều kiện để giúp đỡ cho bệnh nhân, các thầy chỉ biết về cái phương pháp của cha và muốn mang đến cho quý bệnh nhân. Các thầy chỉ nghĩ đơn giản là vì mình có trách nhiệm, mình học được từ cha những điều gì thì các thầy sẽ chia sẻ hướng dẫn lại cho quý bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không. Thì thời điểm đó rất là khó khăn về nguồn nước, rồi thảo dược, rồi điều kiện vật chất, thì tất cả những thứ đó đều không có hết. Và may mắn sao thì có bác Tô Phú Quế. Bác là từng là người cộng tác cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường trước đây, và sau khi cha mất thì bác đã tin tưởng quý thầy cũng như là đồng hành nâng đỡ quý thầy trong cái thời gian vừa khó vừa rồi. Thì các thầy cũng không bao giờ quên ơn bác đã đồng hành, đã giúp đỡ cho phòng khám mới có ngày hôm nay, bệnh nhân mới ngồi đây để các thầy có thể phục vụ và cung cấp một cách liên tục, không có bị gián đoạn cái phương pháp điều trị ở đây. Thì hôm nay nhân dịp là 14 bệnh nhân ra phòng khám, con xin mời bác sẽ chia sẻ một chút ạ. Dạ, xin mời bác. Dạ, cảm ơn thầy Thanh cho phép tôi có một số ý kiến. Trước mắt là thôi giờ ý kiến các thầy trước đi.
Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng 14 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị hôm nay. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho thầy. Và cái thứ hai là trong cái này cái ý kiến cá nhân thôi, là mình đây mình xin gửi lại một số ý kiến đến các thầy, các lương y ở đây. Thì các bệnh nhân, các thầy ở đây rất là yêu thương và kính trọng các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh nhân. Tức là các thầy ở đây càng cúi sâu để yêu thương bệnh nhân thì bệnh nhân lại càng cúi sâu hơn để kính trọng các thầy. Vì chỗ đó mà vừa qua tôi có một số các cái bệnh nhân mà sau khi hoàn thành phác đồ điều trị về á, thì có điện nói với tôi: trời ơi bác Quế ơi, sao mà cái này tôi khó chịu trong mình, hay là tôi cần uống cái này, uống thêm thuốc này thuốc kia để mà hỗ trợ thêm. Thì mình nói sao các anh các chị không điện cho các thầy. Mấy bệnh nhân người ta nói: tôi không dám điện bác Quế ơi, mấy thầy ở đâu có ăn thịt ăn cá gì đâu mà không dám điện vậy. Mấy cây nói: trời tôi ngại quá trời ngại. Tôi nói bên đây các bệnh nhân ở đây mình gửi chung trên cộng đồng mạng luôn, là các bệnh nhân mình đã bệnh, các thầy yêu thương mình thì mình yêu thương lại, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng bên cạnh đó mình là bệnh nhân thì mình cố gắng, mình có sau khi mình hoàn thành phác đồ về đó, có một cái thay đổi sức khỏe gì đó thì cố gắng, nếu mà điện cho thầy thì nhớ là điện làm sao đó cho cái giờ sau giờ buổi chiều như đợt rồi mình nói, hoặc là mình nhắn tin qua Zalo hay qua Facebook hay qua tin nhắn SMS để các thầy sẽ trả lời. Chứ bây giờ ở đây là rất là nhiều bệnh nhân mà khi mà mình về rồi thì hàng trăm mấy trăm bệnh nhân về mà kiếm cứ kiếm thầy Thanh đẹp trai hoài, biết sao chịu nổi mấy thầy mấy bệnh nhân. Bây giờ sợ giám đốc không dám điện giám đốc, sợ thầy quý không dám điện thầy quý, mà dọn hết cho thầy Thanh thì ai chịu nổi. Thì cố gắng là mình phải lựa lời hoặc là mình nhắn cho các thầy, tại vì các thầy yêu thương bệnh nhân thì các thầy phải chăm sóc cho bệnh nhân, phải có yêu thì mới có thương, ngoại có thương thì mới có yêu chứ. Như vậy thì đừng có ngại, nhưng mà cố gắng đừng làm phiền các thầy nhiều quá để các thầy còn có thời gian để phục vụ cho những người khác. Đó là một số ý kiến. Các thầy cũng vui vẻ yêu thương bệnh nhân thì coi như là mình thương bệnh nhân, thì mình thương bệnh nhân mình thương cho đó lão đưa cho thầy cho tâm trạng đi thần kinh phải qua tới Tây Thiên cái đâu nữa chừng bỏ được phải không các bệnh nhân. Nhưng một câu liền, trước khi mình muốn điện cho các thầy là phải suy nghĩ mình cần hỏi cái gì các thầy. Mình phải suy nghĩ trước khi mình lấy, chứ để mà vô nói từ ở bên Trung Quốc mà nói tới về tới Việt Nam thì các thầy không có thời gian nha. Cái thứ hai là đến các bệnh nhân nè. Bây giờ cái này phải là đến các cái bệnh nhân và nuôi bệnh nhân nè. Sau khi mà mình hoàn thành phác đồ rồi á, mình năn nỉ các bệnh nhân luôn, cố gắng giữ phác đồ. Nếu mình có sức khỏe, mình có thay đổi gì phải liên hệ với các thầy. Chứ không được uống thêm các cái loại thuốc mà người này chỉ người kia chỉ, tại vì mỗi cái bệnh nó mỗi khác nhau. Nhiều khi người ta điện cho tôi thì không biết hôm nay các thầy đây có chửi tôi không nữa. Tôi nói thôi cứ điện gặp các thầy đi, các thầy cho uống cái gì thêm đó thì các thầy cho uống, chứ còn tôi không có giải quyết được chuyện đó. Thì mình cũng cố gắng mình tạo điều kiện làm sao đó để mình phải hỏi ý kiến của các thầy, tại vì ở xã hội này giờ Google là thầy không à, mà giờ Google ai đâu ai giống ai đâu, cứ lên nó sạch sạch rồi thấy cái gì mình phù hợp mình uống là mình chết liền luôn á. Thì đa phần là tôi thấy những cái bệnh nhân mà về rồi đó thì người ta vẫn giữ được có tốt phác đồ, nhưng bên cạnh đó có một số nhiều khi trời nắng trời mưa cảm ho nhức đầu sổ mũi gì đó, rồi cái thay đổi cơ thể cái tự nhiên cũng sợ sợ, cái ai nghe nói gì uống cái đó thì cũng rất là nguy hiểm. Cái đó là gửi đến cho các cái bệnh nhân hiện tại ở đây cũng như các bệnh nhân đã qua phác đồ điều trị, thì mình cố gắng như thầy quý nãy vừa nói đó, thì mình cố gắng mình phải giữ làm sao đó cho nó đạt được. Đây là mình giữ sức khỏe cho mình. Còn thầy Tiến, thầy Quý rồi các thầy ở đây khó là khó để cho các bệnh nhân hết bệnh, chứ thầy Tiến, thầy Quý, các thầy ở đây mà khó cho các thầy đâu có lợi ích gì các thầy, thì mình cũng đừng có nghĩ tới chuyện là thầy mấy thầy khó. Cứ mình bệnh thì cứ hỏi, nhưng mà hỏi bệnh chứ đừng hỏi những chuyện tào lao, các thầy cũng không có trả lời được nha. Đó là mình gửi đến các cái bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh nhân cũng như qua cái cộng đồng mạng hôm nay, thì các bệnh nhân nào mà mình đã về rồi, hoàn thành phác đồ rồi, cố gắng giữ phác đồ để giữ sức khỏe cho mình. Đó là một số ý kiến mình gửi đến cho các thầy cũng như cho các bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân có mặt hôm nay. Mình xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe.
Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế đã phát biểu rất là chân tình vừa rồi. Bác có đề cập tới các cái vấn đề chung ở trong phòng khám mình, thể hiện cái điều đó là sự quan tâm của bác dành cho quý thầy thuốc cũng như quý bệnh nhân ở đây. Thì thầy cũng xin chia sẻ thêm về cái vấn đề là chương trình mà các thầy làm việc ở đây, có nghĩa là hiện tại thì mỗi một ngày như vậy số lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi đông hơn, và cái khả năng phục vụ của các thầy thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái giới hạn. Nhưng mà khi mà đã nhận một bệnh nhân thì chắc chắn sẽ phải có trách nhiệm với bệnh nhân đó, từ ngày mà bệnh nhân đăng ký cho tới ngày bệnh nhân ra khỏi phòng khám này thì các thầy. Nhưng mà ra khỏi phòng khám này cũng chưa hết trách nhiệm, ở chỗ là mình có thể mình sẽ hướng dẫn điều gì đó để sau này ví dụ như có những trường hợp bệnh nhân mà đã hoàn thành chương trình ở đây hoặc là xin về rồi đó, thì mình vẫn có thể liên hệ với các thầy được nha, vẫn liên hệ được. Tại vì mỗi bệnh nhân á đều có một cái mã số mà các thầy lưu từ mã số 001 mà cho tới thời điểm hiện tại nè, đang nhận bệnh nè, là mã số 1634, có nghĩa là 1634 bệnh nhân rồi đó. Thì mỗi một bệnh nhân đều có mã số, đều có hồ sơ bệnh án, các thầy scan hồ sơ bệnh án gốc của bệnh nhân vào trong máy tính, và sau đó các thầy theo dõi đầu vào đầu ra. Thì trong quá trình điều trị cũng có những cái hồ sơ mà trước đó các thầy đã theo dõi đó, thì các thầy vẫn biết được những bệnh nhân đó sức khỏe như thế nào trong cái thời gian mà ở đây với các thầy, cái cách ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ ra sao. Thì quý bệnh nhân ở đây cũng như là quý bệnh nhân khi về nhà, mình vẫn có thể điện cho các thầy, hoặc là mình sẽ nhắn tin khi mà mình cần các thầy tư vấn một cái điều gì đó. Mà đôi khi là tại vì các thầy một ngày như vậy sẽ lo rất nhiều bệnh nhân ở tại điều trị tại phòng khám, thì có thể sẽ không trả lời mình ngay được đâu, mà có thể có một giờ rảnh nào đó các thầy chat qua những cái tin nhắn thì các thầy sẽ trả lời cái trường hợp của mình sao. Tại vì các thầy một ngày như vậy là vừa khám bệnh mỗi buổi sáng buổi chiều, cũng như là xử lý những cái triệu chứng cho bệnh nhân. Ví dụ như ở đây quý bệnh nhân đang điều trị đó, thì mình liên hệ với các thầy thông qua Zalo và điện trực tiếp, các thầy đều có sẵn sàng để nghe máy. Còn khi nào các thầy bận quá đang khám bệnh mà mình đặt câu hỏi gì đó thì các thầy sẽ khám bệnh xong các thầy sẽ trả lời lại sao. Cho nên là khuyến khích mình cứ mạnh dạn, mình muốn thắc mắc cái gì có thể mình cần các thầy giúp mình để mình coi những cái kết quả bệnh án mình nói vừa đi khám. Tại vì có khi bệnh nhân ra về rồi 2 tháng 3 tháng gì mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng mà mình không biết cách để mình coi kết quả đó, thì nhờ các thầy tư vấn để mình cách chỉ cách ăn uống trong cái kết quả hồ sơ bệnh án đó như thế nào, thì các thầy sẽ sẵn sàng để mà dành thời gian trong một thời điểm nào đó các thầy rảnh á, các thầy sẽ tư vấn lại cho mình cái phương pháp để mình về nhà mình ăn uống cho nó phù hợp. Tại vì hồ sơ bệnh nhân có luôn hết, và cái Zalo cũng vậy, mỗi một bệnh nhân đều có cái mã số, cho nên là bệnh nhân điện trở lại là các thầy đều có cái Zalo và có cái mã số của bệnh nhân đó, nên biết cái bệnh nhân đó sức khỏe như thế nào, cần cái gì thì có thể tư vấn thêm về cái cách ăn uống. Cho nên bệnh nhân mình đừng có sợ các thầy nha. Rồi, thì sẵn đây cũng nhắc nhở thêm về cái vấn đề sẵn bác Quế nói, thì thầy cũng nhắc nhở chung cho quý bệnh nhân để lát nữa có khi mình lễ xong rồi mình quên. Đó là cái chuyện mà mình vào đây, khi mà mình đã được đăng ký nhận bệnh thì cái trách nhiệm các thầy phải lo cho mình, từ cái vấn đề cái chế độ ăn của mình nó như thế nào, các thầy kiểm soát mình và hướng dẫn cho mình. Thì mình không được tự ý mua thêm thuốc bên ngoài mình uống nha. Ví dụ như mình muốn uống cái loại thuốc nào, mình muốn theo cái thầy nào, hoặc là mình nghe người này người kia chỉ bài mình một cái loại thuốc này hay loại thuốc kia hay, mà mình muốn sử dụng loại đó thì mình cứ mạnh dạn hỏi các thầy ở đây cái loại đó có được phép dùng hay không. Đó, để chi, để các thầy biết được mình muốn dùng cái loại đó
Nhưng mà nếu phù hợp thì các thầy sẽ đồng ý cho dùng. Còn nếu như không phù hợp thì các thầy sẽ nói những cái lý do để cho mình ngưng không có sử dụng. Thì giữa bệnh nhân và thầy thuốc biết cái chương trình hỗ trợ điều trị mình ăn uống như thế nào để can thiệp kịp thời. Ví dụ như mình lén mình ăn một cái loại gì đó, hoặc là mình uống thêm cái thuốc bên ngoài mà cái thuốc đó các thầy không biết, các thầy không kiểm soát được, hoặc mình mua của người này người kia rồi mình uống, thì người ta chỉ là mình uống cái loại nước này đi nó tốt lắm, nó hỗ trợ cho cái vấn đề điều trị của mình, thì mình mua về mình uống mà các thầy không biết, mà lỡ xảy ra những cái triệu chứng gì bất thường thì các thầy không thể xử lý được đó. Cho nên quý bệnh nhân lưu ý nha, tại vì ở đây các thầy là người chịu trách nhiệm đối với bệnh nhân. Nếu như mà quý bệnh nhân cảm thấy cái phác đồ hỗ trợ điều trị này nó quá khó với mình, hoặc là nó không phù hợp, hoặc là mình thấy nơi khác nó chữa, nơi khác các thầy khác chữa hay hơn, thì mình có thể kết thúc hồ sơ ở đây. Các thầy không có ép mình ở đây chữa đâu, mà mình sẽ có sự tự do và quyền lựa chọn của mình. Cái ngày đầu tiên mình vào đây là mình tự do, các thầy không có bắt buộc mình tới đây mình chữa, cũng như không lôi kéo mình tới đây, mà mình tới đây vì nhu cầu của mình tới mình xin các thầy, thì các thầy có trách nhiệm. Và khi mà mình muốn ngưng thì cứ mạnh dạn báo với các thầy, tôi muốn ngưng phác đồ của thầy để tôi về nhà tôi điều trị cái phương pháp khác, thì các thầy ngay lập tức sẽ kết thúc đóng hồ sơ của bệnh nhân đó lại và sẽ không theo dõi nữa và không chịu trách nhiệm, thì khi đó mình sẽ áp dụng những loại thuốc khác được, chứ không cùng lúc mà mình uống hai ba nơi là sẽ không được nha. Quý bệnh nhân lưu ý cái đó. Tiếp theo thì thầy sẽ mời một vị rất là có tâm huyết với phòng khám cũng như là thường xuyên làm bác ái. Đây là bác Ngô Văn Thuận. Giới thiệu với quý bệnh nhân là trong cái thời điểm mà phục dựng phòng khám á, thì lúc đó, đó là quý bệnh nhân với thầy với người nuôi cùng với các thầy đi đốn mía nhà thầy Tiến để làm cái sân trống và bắt đầu dựng cái đạp lên để bắt đầu chăm sóc cho bệnh nhân. Thì lúc đó bác Ngô Văn Thuận trực tiếp đi vào đây và gặp thầy Thanh với thầy Tiến với thầy Quý với thầy Hạnh để đề nghị là ủng hộ cho 26.000 viên gạch để phục dựng lại phòng khám, để có nơi có chỗ giống như ngày hôm nay nè, mình ngồi ở đây á, là công đầu tiên là do bác. Từ bác mới đặt niềm tin nơi các thầy, thì các thành viên, những mạnh thường quân, những ân nhân, rồi nhà hảo tâm bắt đầu mới chú ý tới các thầy, mà mới đồng hành phục vụ cho cái công tác thiện nguyện. Và khi đó bắt đầu mới xây dựng thêm những cái công trình kế tiếp, thì mới tới ngày hôm nay. Thì đây là công đầu là nhờ bác. Thì thầy muốn quý bệnh nhân được lắng nghe bác trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời bác ạ. Dạ, xin chào quý thầy, quý cô, bác sĩ và y sĩ và quý vị giám đốc ở đây. Hôm nay tôi có lời nhắn nhủ với 14 bệnh nhân xuất hiện hôm nay, cố gắng giữ gìn phác đồ cho đúng giống như lời của mấy thầy thì đã khuyên nhủ các bệnh nhân ở đây. Và sau đây tôi cũng có một vài lời xin mời các mạnh thường quân ở nơi xa trong và ngoài nước. Có một con đường từ phía ngoài vào đây, tháng mưa cũng hơi lầy lội. Dạ, xin mời các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xin ủng hộ tí xíu thôi để phục vụ cho con đường nó hơi cảm thấy nó hơi lầy lội. Xin mời các mạnh thường quân chung tay ủng hộ trong và ngoài nước. Và sau đây tôi và cũng là một nhà bác ái phụ giúp cho phòng khám hôm nay. Và tôi có những cái khu nhà trọ cũng thật là khang trang. Và cái giá tiêu biểu tôi chỉ lấy một phần nữa thôi, chỉ nhận một nửa giá. Thí dụ như người ta trong ước bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi
2 triệu một cái một phòng lạnh, nhưng mà thôi bây giờ tôi xuống cho còn 1 triệu thôi, còn những cái nhà kia 1 triệu thì xuống nhẹ để cho các bệnh nhân, nhiều bệnh nhân có những cái hoàn cảnh hơi khó khăn. Và cũng về đây cũng nhờ mấy thầy mấy cô ở đây là chữa trị miễn phí. Thứ nhất là thứ hai nữa thì những cái hoàn cảnh rất nhiều là khó khăn như vậy thì những cái số tiền ấy chúng tôi sẽ sụt giá xuống để chỉ nhận cái số tiền bạc ải thôi là bớt cho 50%. Các cô, các chú, các bác ở đây nếu cả phương xa cũng nhìn thấy, cũng là nhà trọ của chú Thuận ở đây, cũng kế bên ở đây thì cũng nhờ mấy thầy mấy cô ở đây cũng giúp đỡ. Thứ nhất là để cho hoàn thành tâm niệm của gia đình của chúng tôi. Đó. Và sau đây các cô, các chú, các bác nhìn thấy phòng khám rất cũng là khang trang, cũng hơi đầy đủ chút xíu rồi, nhưng mà cũng con đường cũng hơi lầy lội. Vậy xin mời các mạnh thường quân ráng chung tay giúp đỡ để cho nó hoàn thành cái hơi đẹp tí xíu. Con xin cảm ơn bác Ngô Văn Thuận đã dành những lời tâm sự rất là thiết thực dành cho quý bệnh nhân. Thì cũng tiếp lời cho bác, đó là vì con đường vào phòng khám là con đường hẻm, thì hồi trước cha nó là đường đất, xong rồi cha mới cho ban. Thì khi đó cũng có một số mạnh thường quân ủng hộ cho cha thời điểm đó để cho xe cuốc tới và sang bằng cái con đường đất đó để rộng hơn và đổ một lớp đá lên trên đó để cho người dân ở địa phương đây đi lại cho thuận lợi. Bởi vì mùa mưa rất là lầy lội mà đường đất thì nó rất là khó đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì cái đường thì nó cũng có nhiều cái chỗ lỗ chỗ mà nó bị ổ gà đó. Thì cũng có một vài mạnh thường quân, trong đó có bác Thuận, thì cũng có kêu vài xe đá để đổ vô những cái ổ gà đó để giúp cho cái việc đi lại của quý bệnh nhân và phòng khám được thuận lợi hơn. Nhưng mà thời gian gần đây thì tại vì bước vào mùa mưa thì cái con đường nó cũng xuống cấp, mà những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ngồi xe lăn là mướn những nhà trọ gần đây, thì đi trên con đường này thì thầy thấy cũng rất là vất vả. Cho nên như bác có đề nghị là quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm có thể chung tay góp sức để có thể sửa lại con đường đó để giúp cho quý bệnh nhân đi khám bệnh mình yên tâm hơn. Đó là cái ý của bác là như vậy. Thì thầy cũng nói thêm là về phòng khám cho những bệnh nhân mới, thì tại vì ở đây các thầy sống trên tinh thần yêu thương và cho không, đó là lý tưởng của cha và giúp cho bệnh nhân. Các thầy ở đây, các thầy không có cái nguồn kinh phí để mà có thể xây dựng những cái cơ sở giống như là những cái nhà để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Cho nên là quý bệnh nhân tới đây đều được yêu thương và cho không khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền ở nơi này. Mà tại vì không có chỗ ở cho nên mình phải mướn nhà trọ bên ngoài, thì cái nhà trọ đó các thầy sẽ không giới thiệu cho mình cái sự lựa chọn của mình ở đâu là quyền của mình, và mình cảm thấy mình thích chủ nhà trọ nào mình cứ đăng ký. Thì như bác Thuận nói là bác thấy cái công việc của các thầy, bác muốn ủng hộ cho phòng khám để phòng khám xây dựng hôm nay, và bác giúp cho bệnh nhân bằng cách hạ giá của cái nhà trọ của bác xuống đó, thì cái điều đó là điều quá tốt cho quý bệnh nhân. Tại vì có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn thì cái điều đó là góp phần cho làm giảm bớt cái áp lực về mặt tài chính. Nhưng các thầy thì để cho bệnh nhân tự do nha, mình muốn lựa chọn nhà trọ ở đâu mình lựa chọn, mình thấy chỗ nào thuận tiện thì mình cứ lựa chọn ở đó. Thì ở đây các thầy thuốc ở đây quan nghênh cái tinh thần yêu thương và cho không, đặc biệt là ai mà làm bác ái thì các thầy rất là mừng, tại vì đó cũng là điều mà cha mong muốn từ
khi cha còn sống. Có nghĩa là không chỉ thầy thuốc ở đây mà những người xung quanh, mọi người làm bác ái góp một cái công sức nào đó, hoặc là quý bệnh nhân. Khi mà mình đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, giống như thầy Quý nói, mình nâng hơn một bước nữa. Ban đầu là mình ăn cây cỏ mà hạt giống theo lời cha đó, theo lời Chúa dạy đó, là mình với lại về khoa học là những cái loại thực phẩm đó nó có tính kiềm, nó giúp cho cơ thể mình kiềm hóa, nó khống chế bệnh ung thư. Mà bên cạnh đó mình nâng lên thêm bước nữa là mình yêu thương và cho không thêm ở các nơi khác. Ví dụ như mình có điều kiện mình giúp đỡ cho người nghèo nào đó ở nơi khác nha, chứ không phải giúp ở đây nha. Các thầy không kêu gọi bệnh nhân giúp ở đây, tại vì làm như vậy là sai ý cha. Mà bệnh nhân phải giúp cho những người ở xung quanh mình á. Ví dụ như mình thấy những hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp họ, hoặc là mình động viên tinh thần, hoặc là nếu như mình biết những cái trường hợp nào mắc bệnh ung thư mà không có điều kiện điều trị Tây y, mình có thể giới thiệu những người đó xuống đây để các thầy tiếp tục, các thầy giúp cho những bệnh nhân đó. Đó là cái cách giúp của mình. Rồi để tiếp tục chương trình thì xin mời quý bệnh nhân lắng nghe cô Lê Lan sẽ phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Cô Lê Lan từ Mỹ về khi cha còn sống. Cô có một cái nhà hàng ở bên Mỹ và cô sắp xếp cái chương trình, cái công việc đó giao cho người thân, và cô về đây để mục đích là để nấu cho cha những cái món ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng để cha có thể phục vụ tốt hơn cho quý bệnh nhân. Cho nên cô đã sắp xếp cái chương trình ở tại Mỹ và trở về đây lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái thời gian mà cô ở gần bên cha để chăm sóc cho cha thì nó hơi ngắn ngủi một chút. Mà cô cũng đã chứng kiến từ lúc mà cha mất tới ngày hôm nay, thì cô cũng đau buồn trở về Mỹ một thời gian. Và hôm nay cô gắn bó với phòng khám, gắn bó với các thầy để mà tiếp tục đồng hành cùng với quý bệnh nhân. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho cô. Xin mời cô phát biểu ý kiến ạ. Dạ, bữa nay xin chào các thầy, nhân viên phòng khám, bệnh nhân ở đây. Trước hết là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đã phù hộ cho những bệnh nhân ở đây mau hết bệnh. Bữa nay rất là mừng tại vì thấy 14 bệnh nhân đều mau hết bệnh, thời gian chữa trị ở đây. Có lời nhắn nhủ là các bệnh nhân về giữ nguyên phác đồ của cha, phải ăn cây cỏ hạt giống. Nếu mà ăn sai thì sau này tái bệnh lại, tại vì mình ăn chay nó quá sức khỏe, kéo dài tới tuổi thọ luôn, tạo cho con người mình có tình thương hơn, mình gần gũi ai cũng cảm thấy mình hiền hòa. Khuyên mấy bệnh nhân về ăn chay, khuyên thân nhân mình tập ăn cây cỏ hạt giống để có sức khỏe cho mình. Rất là mừng bữa nay là 14 người, rất là mỗi tháng mười mấy người ra viện, rất là mừng cái kết quả của cha mong muốn trị bệnh ung thư. Cảm ơn cha đã dày công gây dựng cái phòng khám này. Mình xin hết. Xin được cảm ơn cơ. Xin được cảm ơn cô Lê Lan đã có những lời phát biểu đối với bệnh nhân ung thư ở đây, cũng như là cô đã chia sẻ đó là cũng sẽ về đây mong muốn là sẽ giúp cái vấn đề ăn uống cho cha, và cổ rất là thương cha, cho nên là khi mà cha mất thì cổ rất là đau buồn. Cổ ủng hộ mọi thứ về tinh thần, động viên tinh thần cho cha để làm sao cho cha, cổ giống như là hậu phương vậy đó, để giúp cho cha có thêm động lực để cha có thể chuyên tâm để mà lo cho bệnh nhân. Thì qua những cái món ăn cổ nấu rất là ngon. Thì trong cái buổi lễ thì có thể thời gian nó hơi kéo dài một chút. Thầy hy vọng là ví dụ như bệnh nhân nào ngồi để đây
tham dự thì ngồi hết buổi lễ. Còn nếu như ai có cảm giác mệt á, thì mình có thể mình mạnh dạn mình vào phòng mình nghỉ ngơi nha. Ví dụ như quý bệnh nhân nào có cảm thấy hơi khó chịu trong người, cần nằm nghỉ thì mình cứ tự nhiên mình vào phòng các thầy để mình nghỉ, cho nó diễn ra cái buổi lễ tốt đẹp. Thì sau đây thầy sẽ giải trình một trường hợp của một bệnh nhân tiêu biểu, và sau đó sẽ phát cho những bệnh nhân giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Xin mời bác Chính này, bác giúp một con. Ở đây các thầy, khi mà các thầy hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân á, thì tất cả những cái phương pháp đều dựa trên phương pháp ăn cháo nano, thảo dược nano theo tên gọi mà cha đặt cho cái phương pháp của cha. Và phương pháp này là phương pháp thực dưỡng. Quay lại. Quý thầy ở phía sau mình thông cảm nha, tại vì cái chỗ cái mặt tiền của mình nó bị che. Thầy dành một thời gian một chút xíu thôi để thầy phân tích một ca bệnh trong số 14 ca để mình thấy ở đây các thầy có thể làm được những gì để giúp cho bệnh nhân và kết quả sẽ như thế nào. Thầy lấy một cái trường hợp tiêu biểu là của chị Huỳnh Ngọc Thùy nha. Huỳnh Ngọc Thùy, là chị Huỳnh Ngọc Thùy, đứng lên cho quý bệnh nhân và mọi người xem ạ. Thầy lấy một trường hợp của chị này để mình, rồi chị có thể ngồi xuống. Chị Huỳnh Ngọc Thùy quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cái ngày mà chị được nhận bệnh vào đây thì nó cũng hơi lâu rồi. Đó là ngày 21 tháng 8 2023. Nay gần giáp năm rồi. Tại sao thầy lấy cái ca này để thầy làm minh họa cho bệnh nhân? Thường thì có 3 tháng thôi, giúp cho mỗi bệnh nhân có 3 tháng thôi. Nhưng mà sao lấy cái thời gian này quá lâu vậy, gần giáp năm hết rồi. Hôm bữa là tưởng đâu bé kia là nó, em bé An là 8 tháng, là tưởng đâu là cao nhất rồi. Nhưng mà chị này còn cao hơn như vậy nữa. Đó. Khi mà chị vào đây là chị bị ung thư tuyến giáp nha. Ung thư tuyến giáp. Đó. Ung thư tuyến giáp là khi chị đã điều trị tại Tây Y là chị cắt cái tuyến giáp nó đi và chị uống thuốc bù giáp định kỳ. Và cái kết quả mà định kỳ chị đi khám hàng tháng là cái bộ chỉ số của tuyến giáp, cái chức năng tuyến giáp là TSH, phi T3 và phi T4. Đó. Và hai cái dấu ấn ung thư là anti-thyroglobulin. À, và thyroglobulin đây là dấu ấn ung thư tuyến giáp. À, thì cái thời gian mà trước đây á, là khi sau khi mà chị phẫu thuật xong, phẫu thuật tuyến giáp xong là chị phải uống thuốc bù giáp và kiểm tra cái xét nghiệm nghiệm máu á, về tuyến giáp á, thì các cái chức năng tuyến giáp nó bị thay đổi một chút về chức năng tuyến giáp. Và cái chỉ số của thyroglobulin đây, cái chỉ số thyroglobulin là này nha, cái này là dấu ấn ung thư của tuyến giáp, cái chỉ số này nè. Mỗi bệnh ung thư thì nó có sẽ có những cái dấu ấn ung thư khác nhau, có khi những bệnh ung thư nó không có dấu ấn nữa, ví dụ như ung thư son lê, ung thư dòm họng, ung thư thực quản thì nó không có dấu ấn, nhưng mà có một số bệnh khác nó lại có dấu ấn, ví dụ như ung thư tuyến giáp như chị này, ung thư gan, ung thư tụy, ung thư đại tràng, trực tràng, hoặc là ung thư dạ dày, hoặc ung thư vú, hoặc ung thư phổi. Thì đối với bệnh này thì có cái dấu ấn này. Thì khi chị đi kiểm tra ở thời điểm mà lúc trước đó, để coi ngày mấy nè, ngày 10 tháng 7 là thời điểm trước với ngày bắt đầu tháng 12, chị đi kiểm tra nó là có chỉ số là 95.1 mà cho phép trong ngưỡng là từ 1.4 cho đến 78.
nanogram trên millilit. Đó. Đây là cái khoảng tham chiếu nha. Còn đây là chỉ số thyroglobulin của chị này. Tại sao mà cái thời gian nó lại lâu như vậy? À, ngày 21 tháng 8 nè, tới nay nè, 30 tháng 7 nè, là gần giáp năm rồi đó. À. Tại sao nó lại lâu như vậy? Lý do là cái thời điểm mà tháng 8 chị vô, chị chữa tới khi mà cha Phêrô nằm bệnh viện và cha mất là tháng đầu tháng 11. Thì khi đó phòng khám đầu có bị mất ổn định, nó lộn xộn, thì một số bệnh nhân phải đi về, mà các thầy phải hỗ trợ từ xa cho những trường hợp đó, và trong đó có chị và một số bệnh nhân khác. Thì trong cái thời điểm từ tháng 11, tháng 12 trở về sau á, là các thầy phải hỗ trợ từ xa cho những bệnh nhân đã nhận trước đó. Tại vì khi bệnh nhân vào đây gặp các thầy là tại vì mọi bệnh nhân là tin tưởng cha nên mới tới đây, mà khi cha mất thì các thầy phải có trách nhiệm tiếp tục lo cho bệnh nhân đó trong suốt cái thời gian hỗ trợ điều trị. Vì cái hoàn cảnh mình không có thể nào giúp được khi mà thời điểm nó khó khăn, thì bệnh nhân, một số bệnh nhân về, nhưng mà các thầy vẫn còn giữ cái số điện thoại liên hệ đó, thì hỗ trợ hướng dẫn cho cách ăn uống, chăm sóc. Có một số bệnh nhân ở lại đây, nhưng trong số còn lại là có chị, thì chị về nhà và các thầy tiếp tục hỗ trợ cho chị từ lúc đó, và hỗ trợ định kỳ. Thí dụ như chị có cái thắc mắc gì, các thầy vẫn theo sát cái sức khỏe của chị. Thì cho tới ngày hôm nay, cái hồ sơ đầu vào là của Bệnh viện Đại học Y Dược nha. Của Đại học Y Dược. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái hồ sơ sau là của Bệnh viện Đa Khoa Tâm Minh Đức. Đức Tiền Giang. Đó. Thì cái khối u của chị ở tuyến giáp á, là đã cắt bỏ rồi. Cái nhiệm vụ sau khi cắt bỏ rồi thì mình phải làm sao cho nó đừng có tái phát di căn. Cái đó là ưu tiên hàng đầu mà các thầy muốn làm. Nhưng mà để đạt được cái điều đó, đó thì mình phải theo là acid kiềm. Thì cơ thể mình phải được kiềm hóa nha. Phải được kiềm hóa. Tế bào ung thư nó sẽ phát triển trong môi trường acid và khống chế trong môi trường kiềm. Vậy thì cơ thể của bệnh nhân phải được kiềm hóa. Thì hy vọng được là kết quả là nó sẽ khống chế được cái bệnh lý, nó không tiếp tục di căn. Thì trong kết quả hồ sơ là không thấy cái điểm bất thường di căn ở các cơ quan khác. Rồi, bây giờ tới cái vị trí của anti và thyroglobulin. Thì đây là cái kết quả mà chị xét nghiệm máu được ngày 10 tháng 7. Có nghĩa là hôm nay là ra viện, nhưng mà trước đó là ngày 10 tháng 7 là đã có kết quả rồi. Thì cái thyroglobulin á, nó chỉ còn lại là 34 thôi. Nó nằm ở dưới ngưỡng nè, cái ngưỡng cho phép là từ 1.4 cho đến 78, mà cái chỉ số thyroglobulin là nó còn có 34 thôi. Và cái antithyroglobulin á, cái này nè, chỉ số trên nè, nó là 15.9, mà nó cho ngưỡng cho phép là dưới 115. Vậy chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho chị này. Mà thêm một điều nữa là mặc dù chỉ ăn theo phát đồ, nhưng mà chỉ không có thấy xuống cân giống thầy Thanh. Có nhiều bệnh nhân mới vô hỏi thầy ăn cháo vậy rồi sợ không đủ sức khỏe không thầy. Nói yên tâm đi, nhìn thầy thì biết. Rồi, vậy thì qua cái trường hợp của chị này đó, thầy muốn nhấn mạnh một điều gì? Mình đừng có chấp về thời gian nha. Mình đừng nghĩ, đừng mong muốn rằng, quý bệnh nhân nha, phía sau nha, đừng mong muốn rằng mình sẽ mau chóng có kết quả tốt liền. Có khi cái bệnh tình của mình nó vẫn còn tăng trong cái thời gian mình đang hỗ trợ điều trị nữa. Nhưng mình đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì mình phải phấn đấu mỗi ngày. Tại vì cái bệnh mình sống với nó mà, mình phải làm sao mình khống chế được nó
bao nhiêu lâu thời gian cũng được, miễn sao mình bền vững, mình khỏe là được. Thì cái thời gian của chị là giáp một năm rồi đó mới làm được cái điều này. Vậy thì quý bệnh nhân mình thấy đó mà mình đừng chấp thời gian nha. Có khi mình về nhà rồi mình ăn uống, mình giữ phát đồ. Thông thường thì những cái bệnh lý này nè mà mình không điều trị á, hoặc là mình chủ quan mình ăn uống tự do đó, thì trong thời gian năm là nó phát triển bệnh rất nhanh và nó di căn nhiều cơ quan khác, nó mọc thêm nhiều khối u khác ở các cơ quan, mà nó không có giảm giống như vậy đâu, nó sẽ tăng lên nữa đó. Cho nên là quý bệnh nhân mình chú ý cái vấn đề ăn uống, kể cả khi về nhà. Hôm nay là 14 bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, có kết quả ngày hôm nay là một thành công rồi đó. Nhưng giống như các thầy có dặn dò đó, mình phải giữ phát đồ. Vì không giữ phát đồ á, mà mình ăn lại, đưa cơ thể về axit trở lại, là cái bệnh nó sẽ làm, nó quay trở lại. Cho nên là bởi vậy cho nên mỗi một buổi các thầy khám bệnh cho mình và mỗi một tuần thầy Thanh có hướng dẫn chung cho các bệnh nhân, nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về vấn đề này. Và hồi trước cha Phêrô cũng vậy, cứ mỗi lần cha gặp bệnh nhân là cha nhắc, gặp bệnh nhân là cha nhắc, thì sợ làm sai đó. Cho nên quý bệnh nhân lưu ý nha, mình muốn giữ sức khỏe thì mình phải kiềm hóa cơ thể, bỏ đói tế bào ung thư và ăn cháo. Rồi, cái buổi mà hướng dẫn tới đây để giúp cho bệnh nhân hiểu về cái kết quả kết thúc rồi. Bây giờ thầy sẽ mời một số thành viên trong phòng khám cũng như là quý Mạnh Thường Quân sẽ lên trên này để phát giấy chứng nhận cho bệnh nhân và quà nha. Xin mời bệnh nhân Bùi Thị Ngọc. Thầy đọc tên ai thì mời bệnh nhân tiến lên phía trước để các thầy sẽ phát giấy chứng nhận và quà. Xin mời bệnh nhân Quỳnh Ngọc Thùy. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Phương. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng. Xin mời đứng theo thứ tự đi đại đặng thêm. Xin mời bệnh nhân Trần Thị Hương. Xin mời bệnh nhân Phạm Thị Xè. Xin mời bệnh nhân Lương Thị Vinh. Và sau đây xin mời thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Thanh Quý, cô Lê Lan, cô Úc, thầy Nguyễn Thị Hạnh, thầy Phạm Xuân Dũng và thầy La Thị Tứ Mai lên đây để trao giấy chứng nhận và quà cho các bệnh nhân. Phạm Thị Xè, cô Trần Thị Hương nè, cô Trần Thị Hương đây, Nguyễn Thị Hồng, cô Phương, đây là cô Ngọc. Đây cô Ngọc đứng đây. Quỳnh Ngọc thì nên là chuyển cho em. Lương Thị Vinh, đây cô Lan đứng đây đi. Rồi Quỳnh Ngọc thì rồi Ngọc thầy á, Quỳnh Ngọc thầy cho. Nguyễn Thị Phương đây. Rồi cô Nguyễn Thị Hồng đây. Rồi sau đây các thầy và các thành viên phòng khám sẽ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Ảnh của cha và những phần quà là những cái loại trà thảo dược để bệnh nhân mang về tiếp tục sử dụng. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng các bệnh nhân. Mọi người lại một chút xíu thôi, một phút thôi. Thầy có đây không? Thầy không, để cuối đây, để cuối đây chậm. Trong lúc mà chụp hình á, thì ai cũng được dùng cho dùng chia sẻ đi. Bệnh nhân là mình chỉ cần mình một chút xíu, một phút. Lúc này thì nên chia sẻ về diễn giải về cơ chế đầu vào và đầu ra của chị Thùy rồi. Còn bệnh nhân Thùy này thì là người mà sử dụng mang đến. Người anh của chị Thùy là anh Huỳnh Phước ở Mỹ liên hệ với sử dụng và nói rằng là anh có một người em bị tuyến giáp và sử dụng có thể đưa về dưới tổng gia để điều trị được không? Thì sử dụng nhận lời và anh có chia sẻ rằng là một người chị của chị ruột bị tuyến giáp và vừa bị qua đời.
vì không tin tưởng vào cái pháp đồ của cha. Ông bị tin giác, đúng đúng như vậy, bị tin giác luôn. Bởi vì tin giác á, mà thường trong gia đình bị là thường hay bị giống có cái đen, thì những cái vấn đề như là ung thư vú này, thì về cái phần phụ nữ này hoặc là tin giác thời kỳ này, và người gì cũng biết rồi, biết về giác đường rồi, biết xung dụng lâu rồi, nhưng mà không tin, nên là cũng đã không đi theo pháp đồ này. À, sau đó thì Phước về Mỹ luôn, à về Mỹ, về Việt Nam và xin dũng bạn xuống nhà và đồng viên để đưa chị Thủy xuống đây. Và đúng, có những bệnh nhân nó trong vòng 1 tháng, 2 tháng nó đã có kết quả rồi, nhưng mà với chị Thủy thì gần nhất năm như thế thì nó phải hơn, phải là 9-10 tháng nó mới có kết quả như vậy. À, đây là một người mà rất rõ ràng như vậy, cho nên là xin dũng mong rằng thì chúng ta hãy kiên trì kiên nhẫn với cái pháp đồ này. Pháp đồ này không phải là một cái liều tiên thánh để vào để là ai cũng có thể hết, nên cho ai cũng thể hết được. Do đó chúng ta hãy vừa điều trị, chúng ta cần phải có lòng tin và luôn luôn cầu nguyện nữa. Đó, thì nghĩ muốn nhắn nhủ thêm một chút xíu với các cô và một cái người mà sư trưởng biết rất là rõ về này. Đó, mọi người có thể là tìm hiểu về cái mảng điểm này nhiều hơn, sẽ hiểu hơn á. Cảm ơn. Xin chúc mừng các bệnh nhân vừa được nhận giấy xin mời, mọi người về chỗ ngồi. Sau đây thầy sẽ đọc tên nhóm thứ hai để lên nhận giấy chứng nhận và quà nha. Xin mời bác Trần Văn Quân, bác Đặng Ngông, thầy Trần Quang Trung, anh Trần Khắc Cường, cô Võ Thị Bé Lèo, cô Nguyễn Thị Tươi và cô Đặng Thị Thúy. Thì thầy nhờ chồng của cô Đặng Thị Thúy nhận giùm nha. Dạ. Người này thì ai bảo là dạ. Người chắc là mẹ. Dạ được cô. Bây giờ thầy xin mời bác Ngô Văn Thuận, bác Tô Phú Quế, chú Kiên Sina và anh Sang đại diện lên đây để trao phần quà cho bệnh nhân. Xin mời thầy Châu và chị Linh. Để con đưa cái này cho. Nhà này chị chia đi. Đi đứng vô hàng để con đưa giấy nha. Rồi đứng vô hàng đi, cứ đứng vô hàng giùm con. Rồi đứng vô hàng. Đủ chưa, đủ người chưa? Cô bỏ thêm bé Lèo. Nè bé Lèo bên ngoài cùng. Cô Lèo, anh Trần Khắc Cường đây nè. Anh này. Rồi Quang Trung đây. Đây đứng lên đi. À, xin mời bác Chính, Đặng Ngông lên đây, đây này đây, bác Trần Văn Quân đây, Trần Thi Thúy đây, cô nhận cho Nguyễn Thị Tươi đây, lấy đi, Trần Quang Trung đây, Trần Quang Trung đây, Nguyễn Thị Thúy đây, chào cho đây, xin mời thầy Keo lên trên này, thầy Keo, Nguyễn Thị Tươi, Trần Thị Thúy, bé Lẹo luôn rồi. Cái lèo đúng rồi. Rồi à, chị giao cho cô Tươi đi. Tươi ngoài kia kìa. Rồi đây. Rồi. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Rồi. Rồi. Rồi xin... quý bệnh nhân phía sau mình có thể chụp hình làm kỷ niệm. Rồi xin mời mọi người về chỗ ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ còn hai phần phát biểu rất là quan trọng. Cái phần phát biểu đầu tiên là của đại diện trung tâm tập dưỡng sinh Trà Vinh sẽ phát biểu chia sẻ cái cảm nghĩ ngày hôm nay khi đến đây. Xin được mời anh Hồ Thanh Sang ạ. Xin giới thiệu với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi, anh Hồ Thanh Sang là huấn luyện viên tập dưỡng sinh của trung tâm dưỡng sinh Trà Vinh. Xin mời anh chia sẻ cái cảm nghĩ như thế nào trong ngày hôm nay khi được dự buổi lễ ạ. Lại đến thầy cô khá bình thường, xin
kính đến tất cả bà con có mặt hôm nay. Tôi rất vinh dự để biết được cái phòng khám yêu thương hôm nay, và vinh dự được thầy, các thầy và dì đó để dự buổi lễ hôm nay. Xin thưa tất cả bà con, chỉ có yêu thương và cho đi mới làm được cái điều này. Thì hôm nay vinh dự đến đây để chứng kiến được là cái phòng khám yêu thương đã làm được cái điều này. Tôi rất là xúc động và kính phục các thầy cô ở đây. Và xúc động hơn nữa là để chứng kiến được cái buổi họp hôm nay, coi như là hoàn tất được 14 bệnh nhân đã tuân theo cái phác đồ điều trị ở phòng khám yêu thương và đã có kết quả thật sự. Tôi rất là xúc động và rất là biết ơn cái phòng khám hôm nay đã cho tôi có cơ hội để tiếp cận được hôm nay. Tôi là xin kính chúc phòng khám và các chú anh chị em ở đây thì sức khỏe. Dạ. Xin cảm ơn thầy Hồ Thanh Sang. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, khi mà phòng khám hoạt động một cách ổn định và thực hiện theo đúng cái di nguyện của cha, thì các thầy ở đây rất là vui mừng. Mình không có lời nào để diễn tả được cái niềm vui đó. Bởi vì mình giữ đúng lời hứa đối với cha là vẫn tiếp tục trên con đường yêu thương và cho không, và giữ cái phác đồ điều trị cho các bệnh nhân đúng với tinh thần mà cha đã dạy dỗ cho các thầy và phương pháp của cha mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì vừa rồi các thầy đã có một cái buổi gặp gỡ với phó chủ tịch hội, xin lỗi, phó chủ tịch của viện nghiên cứu và thực hành khoa học thực dưỡng dưỡng sinh ở Bình Dương đã đến đây để thăm các thầy. Đáng lý là phải là các thầy phải đích thân trực tiếp đi lên trên đó để học hỏi và trao dồi thêm kiến thức của mình, mà thầy đã đích thân từ Bình Dương xuống tới đây để thăm quý bệnh nhân, thì điều đó rất là đáng trân trọng. Và sắp tới thầy còn đánh cho các thầy ở đây một cái bức thư mời, là mời lên trên cơ sở của thầy để mà tham dự cái buổi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong cái vấn đề y khoa cũng như chăm sóc sức khỏe. Thì ngày 11 tháng 8 đại diện của phòng khám sẽ lên trên đó, có thể là thầy Thanh hoặc là các thầy, một trong các thầy ở đây đi lên trên đó để mình học hỏi, mình tiếp thu thêm nhiều cái kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ trong công tác khám chữa bệnh mỗi ngày một tốt đẹp hơn, đặc biệt là dưỡng sinh. Đó là mục tiêu sắp tới trong tháng này mà các thầy đặt ra. Và cái chương trình mà các thầy đã có dự định, đó là đây là cái quyển sách công nghệ, ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cái cuốn sách này chủ biên soạn là do Cao Thâm, bác Cao Thâm, và người biên soạn là thầy Võ Duy Tiến và chị Nguyễn Trang Nhung. Xin mời thầy Võ Duy Tiến đứng lên cho mọi người được xem ạ. Đây là quyển sách mà các thầy khi mà theo cha đã ghi chép lại cái phương pháp của cha, và khi đó cha còn sống, cha đã phê duyệt cho cuốn sách này và phát hành 1.000 cuốn, gửi tặng cho nhiều người biết đến phương pháp này. Sắp tới các thầy cũng gần hết cái cuốn sách này và các thầy tái bản lại một lần nữa. Thì chương trình lâu dài thì các thầy cũng đang kêu gọi nguồn kinh phí để mình có thể tái bản được cái bộ sách này và trao nó cho những ai cần đến, để mình lan rộng cái phương pháp của cha tới nhiều người hơn nữa, nhiều người biết đến phương pháp này. Đó là cái nguyện vọng của các thầy và trước đó là của cha. Sau đây thầy sẽ nhường lời lại cho một vị cũng rất là quan trọng đối với phòng khám. Là vị này là ngày trước được cha tín nhiệm, đó chính là thầy Phạm Xuân Dũng. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho thầy.
cha Tường đã xưng hô bằng thầy cùng với thầy Phạm Xuân Dũng. Trước đây là cha gọi là thầy truyền thông của cha, thầy trợ lý của cha. Nhưng hôm nay với một cương vị khác nha. Thầy nói hôm nay thầy Phạm Xuân Dũng đứng đây với một cương vị khác, đó là thầy thuốc. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho thầy Phạm Xuân Dũng. Trước đây thầy Phạm Xuân Dũng là trợ lý của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bên cạnh các học trò của cha. Thì thầy Phạm Xuân Dũng có cái tâm huyết khi mà biết được tới cha năm 2019-2020, thì từ đó trở về tới nay thầy đã dành nhiều thời gian để theo cha, để học hỏi thêm, và thầy đã đăng ký học y sĩ học cổ truyền, và ngày hôm nay thầy đã thành công để trở thành một thầy thuốc ở đây. Đó là cái niềm vui mừng mà hôm nay thầy Thanh muốn giới thiệu với tất cả mọi người trên một cương vị khác, là thầy thuốc chứ không phải là thầy truyền thông nữa, mà là thầy thuốc. Và thầy có một phòng khám, có nghĩa thầy mở một phòng khám Trí Ngọc Tâm Đường, đang phục vụ cho nhiều đối tượng bệnh nhân. Hôm nay sẵn nhân dịp ở đây, thầy muốn mọi người được lắng nghe thầy Xuân Dũng chia sẻ thêm về cái chương trình chữa bệnh của mình, cũng như là về cái phòng khám của mình, để quý bệnh nhân xa gần có thể biết thêm về chương trình của thầy Phạm Xuân Dũng ạ. Xin được mời, kính mời thầy. Cảm ơn thầy Thanh. Lần đầu tiên cho Xuân Dũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khách quý, quý lương y thầy thuốc, cũng như quý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để chúc mừng cho 14 bệnh nhân được ra viện. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Thầy Thanh cảm ơn thầy Thanh đã nói về Xuân Dũng. Xuân Dũng thì mình cảm thấy mình nhỏ bé lắm so với những cái gì của công lao của cha cũng như các thầy. Xuân Dũng thì luôn luôn đi học hỏi, tìm tòi học hỏi. Dũng lúc mà Xuân Dũng biết đến cha vào 2019 thì cha đã hướng cho Xuân Dũng đi học cái công việc này, học y sĩ rồi. Nhưng mà hồi đó thì Xuân Dũng không chịu nghe, thực sự là như vậy. Cho nên là các thầy đi học trước, chứ đúng là học là học chung cùng với các thầy, cùng khóa với các thầy với cha đó. Nhưng mà Xuân Dũng không nghe. Hồi đó là mình nói là cha với các thầy chữa được rồi, mình đi làm việc khác chứ không phải là đi việc này. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái suy nghĩ, cái tư tưởng mình phải thay đổi. Và bây giờ cái thay đổi, và giờ Dũng thay đổi và thay đổi còn mạnh liền hơn nữa. Tức là Dũng không những rằng là dừng lại ở trong cái học bình thường đó, mà Dũng còn muốn học nhiều lên nữa, học cao hơn nữa, để với mục đích rằng là, tại vì Dũng phải là muốn như vậy. Mà cha có nói với Xuân Dũng rằng là cha muốn là Xuân Dũng là phải như vậy, là như vậy thôi, mà Dũng biết là không biết là mình làm có quá sức mình không, nhưng mà Xuân Dũng đang cố gắng như vậy thôi, còn không biết là học đến đâu thì hay đến đó. Thì cảm ơn thầy Thanh đã chia sẻ cho Xuân Dũng. Còn về vấn đề mà cái nhà thuốc gia truyền Ngọc Trí Tông Đường của Xuân Dũng vừa mới làm ra đây, thì không phải Dũng làm ra để mà mắc gì, mà Dũng muốn rằng là đánh dấu trong cái quá trình mình đã đến được một cái đoạn nào đó, thì mình cần phải có được một cái tên khi mình đi ra giao lưu, kể cả mình đi kết nối và làm việc với những cái chương trình liên quan. Ví dụ các chương trình mà hội thảo khoa học thì mình cần phải có một cái tên của mình để mình đăng ký để tham dự những cái hội thảo khoa học, chứ không phải Xuân Dũng cũng mở ra để Dũng khám chữa bệnh mình. Chưa như thế Thanh suy nghĩ đâu. Chưa như vậy, Dũng đang còn là làm lên để mình có cái tên để mình đăng ký, để mình có cái tên để mình đăng ký học thêm những cái chương trình hơn nữa, quý vị. Tuy nhiên thì vẫn có một số người họ đến nhờ giúp đỡ, thì Dũng hỗ trợ cho một số cái mà Dũng biết. Dũng biết như là ví dụ như cái bệnh mà Dũng đang tập trung nghiên cứu nhiều nhất, thì ngoài cái ung thư mà cha đã giải ra, thì Dũng đang tập trung rất kỹ về cái bệnh đột quỵ và tai biến. Hiện tại bây giờ Dũng đang dành thời gian đi học từ Nam vào Bắc, ở đâu có cái thầy nào hay là Dũng đi học, đi học vào thì đang học hết.
nào hết. Thì để mà xử lý cái đột quỵ tai biến đó thì có nhiều, như là bằng cách sau đó cũng huyền cũng có, rồi thuốc nam cũng có, và nhiều cái cách khác cũng có. Tại vì sao mà chúng lại bị là như vậy? Tại vì chính người thầy của mình đã bị về với Chúa, không nhiều cái từ về đã qua đời và cha về với Chúa vì căn bệnh đó. Cho nên là khi bệnh ung thư các thầy đã giải quyết được tuyệt vời như vậy rồi thì chúng đang muốn tìm một cái giải pháp, một hướng đi. Mà theo như chúng biết nhá, với căn bệnh này là một căn bệnh mà nó âm thầm, nó có thể đột ngột giống như những gì mà xảy ra đến với cha Phêrô, và nó tiềm tàng cái nguy hiểm rất là lớn. Ngoài ra thì khi mà cái di chứng nó để lại nó cũng rất tốn kém cho bệnh nhân, cũng và cái tỷ lệ mà bị tai biến đột quỵ này hiện tại bây giờ về như những gì chúng học qua thì nó về cảnh giới trẻ rất là nhiều đó, nó không trừ ai về giới trẻ rất nhiều trong cái đột quỵ này nó đang gọi là trẻ hóa đi đó, thì là một cái cảnh báo rất nguy hiểm trong cái học và trong tất cả cộng đồng. Thì đó là cái mà Xuân Dũng đang mở ra cái phòng khám để không phải hỗ trợ ung thư. Hầu như mà một số người mà tới đó là ung thư là Dũng đưa số thầy Thanh và liên hệ với thầy Thanh, hoặc là Dũng đưa về phòng khám hết. Còn ở đó Dũng chỉ hỗ trợ được hai cái thôi, một là tiểu đường, hai là tai biến đột quỵ. Thì Dũng chỉ hỗ trợ hai cái đó hoàn toàn miễn phí. Thì nhắc lại một vấn đề ở đây, vì sao lại không mở thêm cái đó? Tại vì quý vị thấy không, kinh phí ở đây có hàng, và các thầy ở đây riêng một cái điều trị ung thư không, hỗ trợ điều trị ung thư không đã không có kinh phí rồi. Thì cho nên là để mà điều trị thêm tiểu đường và đột quỵ nữa thì rất là khó. Mà Xuân Dũng ở đây, Xuân Dũng cũng không phải là ai Xuân Dũng cũng nhận nhé, không phải ai cũng nhận, Dũng chỉ nhận trong địa bàn ở tại địa phương thôi, không nhận ở chỗ khác. Dũng chỉ nhận địa phương ở tại cái chỗ đó thôi, không nhận ở ngoài. Tại vì Dũng nếu mà nhận ở ngoài nữa thì Dũng cũng không có sức lực để mà cần, không có thời gian, cũng không có. Tại vì cũng là yêu thương cho không, cho nên cũng có đủ điều kiện kinh tế nhiều để hỗ trợ. Thực sự mà nói là nếu như mà tiểu lượng của mình, Dũng đã hỗ trợ mấy ca rồi, từ 279 mà về còn 120, 118, 120 trong vòng một tuần. Nhưng Dũng lại sử dụng đúng cái phương pháp ăn cháo và dùng nano và kiềm hóa cơ thể hết, buộc phải ăn chay và ăn rau xanh, và ngoài ra Dũng hỗ trợ một số thuốc nam nữa thì nó đã về được như vậy. Nhiều người thì nói là không tin, nhưng mà Dũng luôn luôn làm có kết quả lâm sàng giống như cha đã làm, có thể làm vào phải có chỉ số như vậy, vào là chỉ số đầu vào như vậy, trong quá trình điều trị thì họ phải đúng như vậy, và sau một tuần mà kiểm tra nó đã thay đổi. Thì không biết là người ta sau một thời gian nữa thì họ trở lại ăn uống bình thường nó được hay không, Dũng chưa biết, nhưng mà kết quả ban đầu chỉ cần ăn cháo nano và ăn chay thì nó đã được như vậy rồi. Dũng chưa có hỗ trợ thêm một số cái để mà giảm đường, như là dây thiều canh chưa bỏ vào luôn nhé, chỉ mỗi sử dụng đúng trà tháo dược mà xà đen ăn xoa sức khí trùng ngây với lạc tiên thôi, là nhãn lồng á, với ăn cháo nano thôi mà hết, uống kịp không mà đã xuống như vậy. Thì tại vì Dũng không muốn nói đến, mà tại vì thế đấy nhắc thì Dũng nói qua như vậy. Và Dũng mọi người đừng có liên hệ với Dũng để mà xin cái đó, tại vì Dũng chỉ tiếp nhận những người tại địa phương đó thôi, hỗ trợ tại địa phương thôi, Dũng chưa có kỹ. Sau này mà nếu được thì Dũng cũng về đây để bàn với thầy được cho Dũng làm thêm một cái hỗ trợ riêng về tiểu đường, hoặc là riêng về đột quỵ tai biến ở đó, như là cả bằng phương pháp y học hiện đại, như là châm cứu rồi mọi cái, có nhiều cái hơn nữa trong cái mình sử dụng công nghệ vào để điều trị đó, thì lúc đó là tính xong, còn bây giờ thì chưa. Cho nên là Dũng thì không muốn nói lên, nhưng mà tại thầy Thanh nói thì Dũng nhắc qua một cái như vậy. Rồi trong thời gian qua một số bệnh nhân điều trị cho Dũng rất là nhiều, hỏi về là cái điều kiện để mà được về đây điều trị là như thế nào. Dũng nhắc luôn năm điều kiện để qua cái video này thì nhiều người biết hơn. Điều kiện thứ nhất là bệnh nhân cần phải có giấy bản gốc, giấy ra viện và kết luận trong cái giấy ra viện đó mình bị ung thư nhé. Chứ còn mà ghi là nghi ngờ ung thư hoặc là TDK trực tràng chẳng hạn, mọi người biết chữ TD là gì không ạ? Là theo dõi, tức là người ta chưa chắc chắn đó là bị ung thư. Khi nào chắc chắn 100% ung thư, tức là người ta ghi chữ ca trực tràng hoặc là ung thư trực tràng, thì
hoặc là một số cái thuật ngữ khác nữa. Thì ở đây mới nhận đó là điều kiện đầu tiên, phải có giấy ra viện bản gốc, hoặc nếu không có giấy ra viện là cái gì ạ? Giấy xin thiết cùng bản gốc, giấy xin thiết mà kết luận của đó là mình u ám. Tại vì không phải ai cũng có giấy ra viện, khi nào mình nhập viện là mình có giấy ra viện. Còn nếu như mình không nhập viện, mình cảm thấy đau ở đây, mình đi khám rồi họ thấy họ chụp CT hoặc là siêu âm thấy khối u, rồi người ta chọc xin thiết vào thôi, rồi người ta có kết quả sau khoảng 7 ngày, 10 ngày có kết quả thì lúc đó mới là thì cần phải xin thiết. Thì vì lúc đó yêu cầu giấy ra viện thì không có. Điều kiện đầu tiên là như vậy. Thứ hai nữa, bệnh nhân cần phải ăn uống được và đi lại được. Vì sao là phải ăn uống được, đi lại được? Tại vì nếu như bệnh nhân mà không ăn uống được thì không thể tiếp thu được, không thể là tiếp nhận được cái pháp đồ này. Pháp đồ này là cần phải ăn cháo và uống trà thảo dược. Nó rất khoa học và rất rõ ràng, không như một số lời đồn đại hay chục khác là về đây là truyền giáo là hết bệnh. Không có nha. Đó là những sự xuyên tạc để làm ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám và các thầy. Ở đây rất khoa học. Cho nên là bệnh nhân một ngày ăn phải từ 3 lít đến 4 lít cháo và 1 lít trà thảo dược nữa thì chúng ta mới có thể đẩy lùi được cái bệnh tật của mình. Cho nên là bệnh nhân mà ăn uống không được thì Xuân Dũng nghĩ đừng có mất thời gian đi từ ngoài Hà Nội vào đây mà ăn uống không được, rồi tốn tiền, rồi thêm mệt, rồi phải quay về. Cho nên là bệnh nhân phải nắm được cái vấn đề này ha. Đó là cái điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là bệnh nhân cần phải có người thân đến mang đến bảo lãnh và trực tiếp nuôi ở đây. Đó. Nếu không có người thân đến bảo lãnh thì các thầy đây không nhận. Cho nên là lưu ý cái điều kiện thứ ba. Rồi, cái điều kiện thứ tư là trước khi đến đây chúng ta phải nên tập ăn chay ở nhà trước đi. Trẻ rồi đến đây ăn cháo nao nôn được 3 ngày thì xin thầy cho về ăn không được, ăn nổi. Tập ăn chay ở nhà trước đi. Thì có nghĩa rằng là phải cam kết là trong quá trình điều trị và sau khi quá trình điều trị phải là ăn chay. Xin lỗi từ ăn chay thì nó đóng là mở ngoặc một tí, gọi là không được dung nạp động vật vào cơ thể mình, không được dung nạp đàn động vật vào cơ thể của mình. Ngày xưa thì cha không cho dùng từ ăn chay, tại vì ăn chay, nhưng mà nếu ăn chay không đúng cách thì vô tình chúng ta là bị mang bệnh ung thư vào cơ thể của mình. Cho nên là không phải cứ ăn chay là đúng nha. Cho nên là đầu tiên là phải là không dung nạp thức ăn động vật, cho mình tập cái đó quen đi ở nhà trước đi. Vài ngày một tuần cảm thấy nó có phù hợp không, đã được đến đây là mất công đi về về. Và cuối cùng nữa thì là cái điều kiện mà ai cũng cần biết đó rồi, đó là chú Thuận cũng vừa chia sẻ cho chúng ta đó, là cần phải có một cái nhà trọ, thuê phòng trọ ở gần đây. Phòng khám ở đây nó rất nhỏ bé, không có nơi để lưu trú cho bệnh nhân, không có nơi để cho bệnh nhân ở lại, và kinh phí cũng không có nữa. Cho nên là nếu mà có thì hỗ trợ luôn. Ví dụ như mà có tiền lại chạy ra bao cái 200 phòng trọ cũng thuận là bao luôn, bệnh nhân trước đó là vào ở miễn phí. Nhưng mà không có điều kiện, cho nên là bệnh nhân cần phải thuê trọ gần phòng khám để hàng ngày đến đây thăm khám. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi có 200 phòng trọ, theo Dũng nghĩ rằng là giá rất hợp lý. Dũng thấy cái nào mà hợp lý là Dũng chia sẻ. Bây giờ phòng mấy lần mà 1 triệu một tháng, mà phòng mà hoàn tháng 500 thì nó quá rẻ, đúng không? Quá rẻ, quá hợp lý. Thì chú hiện tại đã có 200 cái phòng khám, 200 cái phòng như vậy. Đó thì đó là năm điều kiện mà các bệnh nhân muốn đến đây điều trị cần biết. Tại vì thời gian qua nhiều người cũng điền cho Xuân Dũng hỏi cũng khá nhiều, không biết sao mà sau một thời gian không ai gọi được, gọi Dũng rối luôn. Rối luôn, thực sự là như vậy, là chứng tỏ rằng là trong thời gian vừa qua là bệnh nhân đang quan tâm đến cái pháp đồ này và cái phòng khám này khá nhiều. Và đó là những gì mà Dũng đang thấy ở phía dưới, là bệnh nhân đến đây ngày càng đông rồi đó. Thì đó là những gì mà Dũng chia sẻ thêm về với các bệnh nhân. Còn lúc nãy thì chú Thuận cũng đã nói, thầy Thanh cũng đã nói, thì nay Xuân Dũng cũng nói thêm một tí vì mình thường quân mà biết đến Xuân Dũng khá nhiều,
Nhưng mà chúng sẽ có một chương trình làm rõ hơn chiều dài từ đây ra ngoài đó bao nhiêu, lượng đá khoảng bao nhiêu, tổng kinh phí khoảng bao nhiêu. Khi chúng làm là phải làm rõ ràng như vậy. Rồi chúng mới kêu gọi, ví dụ làm từ đây ra đó hết 100 triệu thì mình xin đến đúng 100 triệu là mình dừng. Đó là, cho nên là lúc nãy thầy Thích Minh Thuận có nói là cái đoạn đường đó là như vậy. Nhưng mà để làm được như vậy mình phải cần gì ạ? Thứ nhất là mình phải qua xin cái chính quyền địa phương xã họ đồng ý cho mình đổ đá. Sau khi xin được rồi là mình lên dự toán là kinh phí bao nhiêu và cần bao nhiêu đá như vậy công để xong lúc đó mình lên cái mình xin và xin đến đó là dừng. Chứ không phải là mình làm mà đến khi mình nói rồi mình cũng biết như thế nào rồi mình công khai luôn. Đoạn đường này ai hỗ trợ 5 triệu, ai hỗ trợ 10 triệu, ai hỗ trợ 100 đô, ai hỗ trợ 200 ngàn đều có công khai rõ ràng là như vậy. Đó là những gì mà sư trưởng muốn chia sẻ thêm trong cái buổi ngày hôm nay. Bây giờ chương trình kia làm luôn thầy Thanh Hà được nhỉ? Cũng hơi nhiều, hơi mất thời gian của mọi người rồi. Chúng cũng muốn làm mọi người mệt hơn vì chúng biết ở dưới là bệnh nhân không. Cũng nhắc lại nếu ai mà có mệt thì cứ ra về hoặc là đi vào trong cái phòng nghỉ hơi ha. Bệnh nhân nào có mệt, còn bệnh nhân nào mà còn thấy vẻ thì khỏe thì cứ ngồi lại, mình đừng cố gắng quá nhé. Và thưa cả nhà, Xuân Dũng có phát tâm làm bác ái, gia đình Xuân Dũng thì nó đúng hơn, gia đình gồm có mẹ của Xuân Dũng này, gia đình của Xuân Dũng và gia đình của em gái. Gia đình em gái của Xuân Dũng thì ở Canada, mẹ rồi thì ở đây, thì ở cùng với Xuân Dũng. Hồi trước thì ở ngoài quê của mình, bây giờ vào ở Xuân Dũng thì vừa rồi có phát tâm là tặng 5 cái máy nước kiềm, chương trình trúng thưởng hàng tháng đó, bốc thăm hàng tháng đó, thì 5 máy nước kiềm. Và riêng cái ngày sinh nhật của cha thì thêm một cái nữa là 6 cái. Và ngày hôm nay 30 tháng 7 là cái đợt cuối cùng, đợt cuối cùng của chương trình mà Xuân Dũng, gia đình Xuân Dũng tặng quà đến cho bệnh nhân. Như Xuân Dũng chia sẻ thì đây cũng phải là một cái trò chơi. Vì Xuân Dũng nói rồi, muốn tặng cho tất cả mọi người ở đây này. Nhưng mà vì Dũng công bằng, vì Dũng không phân biệt rằng ở dưới không cần biết là anh tôn giáo nào, giai cấp địa vị ra sao, giàu hay nghèo, chỉ biết tất cả những người phía dưới là bệnh nhân. Cho nên là Dũng không muốn là có một cái ưu ái gì cho ai đó, mà sự Dũng muốn mọi cái nó được công bằng hơn. Cho nên là bốc thăm để nhận quà, bốc thăm để nhận quà chứ không phải là bốc thăm cúng thưởng nha. Bốc thăm để nhận quà là cái chương trình của Sư Dũng và cái phát tâm của gia đình Sư Dũng là như vậy. Và hôm nay là chương trình cuối cùng, cho nên là tháng sau nó có, mà không biết là tháng sau nó có là bệnh nhân có buồn không? Có buồn không Dũng không biết nha, nhưng mà thôi thì cứ đến đâu hay đó. Lần trước á, thì Xuân Dũng cái ngày sinh nhật của cha thì đúng ra là ngày đó là một cái nồi áp suất thôi, nhưng mà hôm đó Dũng tặng luôn hai cái nồi áp suất rồi, cho nên là bây giờ hôm nay là chỉ một cái máy lọc kiềm trị giá 7.400.000 đồng và 5 cái bình siêu tông thôi nhá. Cái máy nồi áp suất, cái nồi áp suất thì không có, mọi người không cảm thôi, để nhận thôi nhá. Bây giờ Dũng làm luôn cho nó lẹ. Thời gian cũng bốc ra 5 tấm ở đây là 5 cái bình siêu tốc. Tất nhiên là giá trị nó không lớn nha, nhưng mà cái những cái gì mà mình nhận được của Xuân Dũng nó cũng ý nghĩa lắm đó. Tại vì những cái gì mà Dũng tặng cho mọi người thế này là Dũng đã báo lên cho cha rồi, thì Dũng cũng nói rằng là khi mọi người nhận được cái này là cũng là có cái gì của cha đó, thôi mình cứ gọi về đấy, có niềm tin ở đó. Sử dụng chúc mừng bệnh nhân Hà Văn Anh đến từ Quảng Ngãi. Rồi, Hà Văn Anh có đây mà, dạ xin mời lên đây luôn ạ. Rồi xin mời thầy Thanh lên tặng 5 cái giải thưởng này cho Sử dụng luôn, đúng không, tặng luôn. Dạ. Rồi, chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Thị Đức ở Con Tum. Nguyễn Thị Đức ở Con Tum ạ. Rồi. Lên dạ, Dũng đọc đến ai xin mời lên đây luôn ha. Rồi chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Thanh Cường đến từ An Giang. Chúc mừng bệnh nhân Dương
Dương Oai Trần à, đến từ Đồng Tháp, mã số 1161. Dạ dạ, rồi chúc mừng bệnh nhân Dương Mai. À Dương Mai, ôi chứ mờ mà thèm ra vòng chữ O rồi. Chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Huệ đến từ Bến Tre. Dạ, Nguyễn Thị Hồng Huệ đến từ Bến Tre, mã số 1609 à. Rồi, năm bệnh nhân đã xong. Mời thầy thanh tặng cái giải thưởng này cho các bệnh nhân dùng cho Xuân Dũng. Mọi người thấy Dũng không quen biết gì những bệnh nhân này mà không biết là họ như thế nào, nhưng mà đây là cái món quà tinh thần thôi. Những món quà này Dũng đã xá tay và báo lên với cha, và hy vọng rằng cái miệng siêu tóc này này, khi mà nấu trà tháo được cho mọi người á, thì chúng ta uống vào chúng ta cảm thấy nó ngon hơn và mắc hết bệnh hơn nhé. Dạ, chúc mừng con nha. Máy nó tiền thì nó nhiều tiền quá, Xuân Dũng không có khó nhiều, nhưng mà Dũng cố gắng là những lần ra việc sau á, Dũng có thể một lần là Dũng có thể làm 10-20 cái này tạm được cả nhà. À, cũng được ha. Một tháng là cứ làm một cái như vậy là Dũng chỉ 150.000 thôi, ở ngoài chỗ anh Tùng Ga nè. Đấy, anh Tùng Ga đưa vào đó, tên đó là Dũng ghi 150.000. Nói chung là kể xài hàng nhiều cũng được nha. Rồi, chúc mừng tất cả anh bệnh nhân nha. Rồi, còn cái máy lọc nước kiềm này thì Dũng nói rồi, kiềm hóa cơ thể thì nó rất tốt cho tất cả chúng ta. Người bệnh hay không bệnh, người có bệnh thì được đẩy lùi, người không bệnh thì ngăn ngừa. Dũng không nói nhiều về cái này, mọi người có thể là vào đây đã nghe được nhiều rồi. Từ đài có thể 4.0 thì chúng ta hiểu rồi. Máy nó kiềm ngủ ở đâu cũng được, ra ngoài thì được ở đâu cũng được, không cần liên hệ với thầy Dũng nhé, không cần phải như thế. Tại vì nói như vậy là mất công nói thầy Xuân Dũng mua bán được nhé. Nhưng mà nếu như mà liên hệ với Xuân Dũng thì sẽ có được nhiều cái hay hơn, ví dụ như là được quà tặng nhiều hơn, rồi được tư vấn kỹ hơn, như vậy chứ có gì hơn đâu. Còn máy thì nó chất lượng giống nhau ở đâu cũng vậy đó. Không phải là cứ nói như vậy để mà Xuân Dũng là bắt buộc phải mua của thầy đúng không? Mà cũng thầy cũng phải là cái người để đi bán cái này. Thầy nói lại từ ban đầu là thầy nói là thầy làm truyền thông cho đơn vị này thôi. Còn mình muốn mua ở đâu cũng được. Rồi, cái máy kiềm này thì Dũng mời một người bốc thăm cái Dũng ấy, người mang may mắn đến cho ai đây? Để Dũng xem. Nói chung là bữa giờ toàn là mời một người mà cũng rất thân cận với cha, và một người cũng rất quan trọng với phòng khám hiện tại bây giờ, đó là chị Hèn. Xin chúc mời chị Hèn mang may mắn đến cho một bệnh nhân đến đây luôn, bà bốc thăm rồi chị đưa cho Xuân Dũng nó được có xem. Sau đó thì chị đứng đây là chị cao luôn cho bệnh nhân đó. Chị có thể quay sắp lên cái chỗ này rồi chị bóc một lá thăm, chứ đừng ba lá thăm như thầy Tiến lần trước nữa là là Xuân Dũng rối. Rồi, dạ, chị đứng đây. Dạ. Chị Hèn là một người Dũng nói, một người phải nói là rất là mạnh mẽ, tuy là một phụ nữ. Chịu rất là nhiều áp lực từ khi theo cha để làm bác ái. Đến bây giờ khi cha mất xuống, chị vẫn chịu áp lực rất là nhiều. Đôi khi Xuân Dũng muốn thanh minh cho chị Hèn nhiều lắm, nhưng nghĩ lại thôi, nếu như ai mà xem Dũng đủ nhiều, biết Dũng đủ nhiều, trước đây Xuân Dũng là chủ của kênh Tin Nóng Từ Dân, một kênh rất là hot, một kênh mà Dũng vạch trần rất nhiều sự thật, một kênh mà Dũng đi làm mà bị đe dọa rất là nhiều trong cái giới xã hội đen, mà rất nhiều người mà Dũng đụng chạm mà họ đe dọa Dũng còn không sợ. Trong nhóm của Xuân Dũng hồi đó là Nguyễn Sinh này, rất là trân châu của quốc dân này, và nhiều người cứ mọi người cứ xem ấy. Đó là những cái người mà khi bọn Dũng không ngày đụng chạm, không ngày va chạm, chỉ cần sai là phạt. Nhưng mà từ khi Dũng theo cha và làm cái việc này thì Dũng đã coi như là Dũng muốn không muốn va chạm nữa. Đó. Chứ còn trước đây thì Dũng một người rất là, nói chung là bị đe dọa về gia đình, về tính mạng của mình, về gia đình mình đã từng bị đe dọa trong cái
rất nhiều rồi. Đấy quý vị, đó những nói thật. Nếu ai xem dùng đủ nhiều, theo dõi dùng đủ nhiều thì biết. Biết như vậy. Hồi xưa những cái kẻ giả tàn tật nằm đường mà tàn tật dùng hốt ly công an luôn đó. Còn một số vấn đề nhạy cảm khác là Dũng nói, tức là nhiều người mà họ cán bộ làm sai ấy, họ phải tìm đến nhà Dũng thương lượng gỡ clip đi. Đó là Dũng nói cho mọi người như vậy. Nhưng mà trong cái bài hát vừa rồi Dũng sáng tác mà nhớ Trang Phi Rô thì có một đoàn là cha đã dặn là với các thầy phải đoàn kết yêu thương và không thù hận, không sân si. Với cái lời dạy của cha đó thì cho nên là Dũng cũng như với các thầy ở đây không sân si nữa, không sân si nữa, muốn ném lại tất cả để làm cái việc lớn hơn, đó là chung tay cứu người chứ không có phải sân si gì nhiều. Còn mà để vạch trần mà làm cái này cái kia gì, Dũng cũng xin tạm gác lại nhé, Dũng tạm gác lại, nhưng đến lúc nào đó Dũng muốn làm thì Dũng sẽ làm. Nhưng mà tạm thời bây giờ Dũng gác lại hết. Và qua đó thì Dũng muốn nói rằng là chị Hình chịu nhiều oan ức lắm quý vị. Một người phụ nữ mà nhưng mà Dũng đàn ông thì Dũng có thể chịu đựng được, nhưng mà chị bị nhiều oan ức, chịu nhiều cái rất là đáng thương và tội nghiệp. Quý vị, từ khi theo cha là như vậy, đến bây giờ vẫn vậy. Cho nên là mọi người hãy dành cho chị Hình một tràng tay động viên cho em được. Cảm ơn. Cảm ơn chị Hình đã mang may mắn đến một bệnh nhân, một bệnh nhân mà trúng thưởng ngày hôm nay. Bệnh nhân đến từ không biết là ở chỗ này nhiều người, bữa nói đến từ là có một người một à, thôi bây giờ không nói đến từ đó nữa. Bệnh nhân họ không nói họ luôn. Bệnh nhân đến từ Khánh Hòa, ở đây ai đến từ Khánh Hòa? Một mấy người đó, bệnh nhân sát Khánh Hòa. Vậy là bệnh nhân họ Lê. Bệnh nhân họ Lê tên gì vậy? Hả? Lê Xuân Hải. Lê Xuân Hải. Đây. Bệnh nhân đâu? Lê Xuân Hải. Còn chị là Đặng Thị Nhàn từ Khánh Hòa. Không đúng. Đến từ Khánh Hòa không đúng. Vậy là vẫn còn người đến từ Khánh Hòa. Đến từ Khánh Hòa không thấy nhiều, không thể thấy hả? Dạ, có mấy cả rồi. Hả? Có mấy cả. Bệnh nhân đến từ Khánh Hòa, ai nữa? Đúng đó đó. Còn hai người đó nữa. Rồi, đúng rồi, đàn ông là đúng rồi đó. Đàn ông là đúng rồi. Vậy là nãy đưa lên tới mình cô. Đấy ra là Khánh Hòa vẫn còn. Sao không giơ tay là... À vậy hả, giơ không thấy. Rồi, chúc mừng bệnh nhân mang ơn. Ồ, lấy kiến độc đó chứ. Bệnh nhân mang ơn Lê Thành Long, chúc mừng. Mã số 1546 đến từ Khánh Hòa. Dạ, rồi, đúng rồi. Hợp lệ, chị Hèn thấy hợp lệ không? Đúng không? Hợp lệ ha. Dạ. Đó. Sâu Dũng với chú có quen biết nhau gì không? Không, đúng rồi. Dạ. Tức là không có cái gì đây mà thiên vị nhau hết ha. Dạ. Dạ. Chú Long chia sẻ cho mọi người biết là chú bị bệnh gì ạ? Bị bướu cổ. Dạ. U ác bướu cổ. Dạ, chú đến đây điều trị bao lâu rồi? Hôm nay là đúng 1 tháng. Dạ. Sau 1 tháng điều trị đến đây thì cảm nhận của chú là như thế nào, chia sẻ cho mọi người biết. Giảm bao nhiêu? 30%. Dạ. Tốt quá ha. Vậy là 3 tháng là phải giảm được 90%. Vậy là 3 tháng là hết bệnh. đó là cảm nhận của chú ở nhà. Nhưng mà dù xa đi nữa, đến đây mà có giảm là mừng rồi. Có giảm là mừng rồi chú ha. Dạ. Chúc mừng chú và con người là chú cái thẻ này. Rồi, và chị Hình có thể trao cho chú cái máy này. Dạ, người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và chú Long á, là cử có nhiệm vụ đưa cái máy này về đến nhà. Sau khi đến nhà xong, liên hệ với sử dụng sẽ có nhân viên của hãng đến lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Lắp đặt và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mình không phải trả thêm một cái gì nữa nhé. Dạ. Rồi, còn chú muốn là thấy họ nhiệt tình, muốn cho họ ly cà phê 5.000, 10.000 gì đó thì chú cứ cho. Còn là không ai nhận gì của chú, lên thêm một cái gì hết. Dạ.
Rồi, vậy là chương trình hôm nay là bốc thăm để nhận quà của Xuân Dũng xin cũng đã hết. Và mọi người khán giả là từ từ đã. Đó, từ từ để thì thay con xin hỏi mọi người một chút xíu nữa. Vậy Dũng tháng sau thì Dũng sẽ cố gắng sẽ có người cái bình xương tóc thôi. Còn cái này không thì Dũng cứ hứa nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị đại biểu và trước khi kết thúc buổi lễ thì thầy Thanh xin mà bệnh nhân vừa mới ra viện á phát biểu ý kiến đại diện một bệnh nhân bên đây là thầy đi, thầy Nguyễn Trần Văn Trung nha. Kính thưa thân mong của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, kính thưa quý thầy trong phòng khám của cha trường Chư Thương Châu Phong, kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi, kính thưa cả mình thân quen, tôi là bệnh nhân Trần Quang Trung đến từ tỉnh Quảng Trị, nay vào đây là ngày 28 tháng 5 và hôm nay đến đây điều trị là được hơn 2 tháng. Thì thay mặt cho các bệnh nhân được ra viện trong cái đợt hôm nay, xin gửi lời tri ân đến quý thầy đã tận tình và hướng dẫn giúp đỡ cho các bệnh nhân và căn dặn các bệnh nhân trong những ngày điều trị vừa qua, và xin hứa với quý thầy sau khi về nhà thì chúng tôi vẫn tích cực thực hiện pháp đồ mà các thầy đã hướng dẫn. Một lần nữa xin cảm ơn quý thầy, quý bệnh nhân đã chung tay giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo như chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Thầy mời một đại diện bên đây đi. Dạ, xin mời cô. Chúa và con tạ ơn cha, con cảm ơn các thầy các cô đã cứu chữa con, cứu chữa chúng con được khỏe mạnh như ngày hôm nay là chúng con rất vui mừng ạ. Hôm nay con cũng xin chia sẻ, con bị bà con là Nguyễn Thị Phương, con đến từ Hà Nam ạ. Con bị bệnh ca đại tràng, con vào đây là cũng được hơn 3 tháng rồi thì nay bệnh của con đã khỏi, thì các thầy cũng cho con xuất viện, con rất mừng ạ. Thì con cũng cảm ơn, con đã cảm ơn các thầy, các cô và các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ phòng khám để chúng con được khỏe mạnh như ngày hôm nay, để chúng con ra về với gia đình ạ. Con xin cảm ơn ạ. Và sau đây con cũng có bó hoa tươi để tặng cha và các thầy và các cô. Yeah. Xin được mời cô. Sau đây cô Nguyễn Thị Phương sẽ dành cái bó bông tượng trưng lên cho cha Phêrô để tỏ lòng biết ơn đối với phương pháp của cha dành cho tất cả quý bệnh nhân. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay. Sau đây mời hai bệnh nhân, ba bệnh nhân chúng ta lên đây để trao bó bông cho các thầy. Dạ. Xin mời thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Thanh Quý và thầy Nguyễn Thị Hạnh bước lên phía trước, đại diện cho các thành viên trong phòng khám nhận bó bông từ quý bệnh nhân. Xin mời ba thầy ạ. Dạ, xin mời. Con chúc cô luôn được mạnh khỏe. Xin mời thầy La Thị Tướng Mai. Xin mời thầy La Thị Tướng Mai đứng lên phía trước để nhận bó bông kỷ niệm ạ. Tại không, bên đây. Rồi xin mời thầy Mai đứng xích vô ạ. Rồi chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các quý thầy đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ngày hôm nay. Xin mời các thầy về chỗ ạ.
Trước khi kết thúc buổi lễ, thầy Thanh xin được cảm ơn cũng như là thay mặt cho tất cả các thành viên trong phòng khám xin được gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương cũng như là những người dân địa phương ở đây đã quan tâm và ủng hộ cho phòng khám để phòng khám có cái điều kiện để mà chăm sóc cho bệnh nhân tốt đẹp nhất có thể. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm cũng như là quý ân nhân đã đồng hành cùng với phòng khám trong suốt thời gian vừa qua để phục vụ cho bệnh nhân có được điều kiện điều trị liên tục cho đến ngày hôm nay. Xin được chân thành biết ơn. Kết thúc buổi lễ, chúng ta hãy hướng về Chúa để tạ ơn Chúa. Xong rồi xin mời quý bệnh nhân, ai đã nhận thuốc, nhận gạo từ hôm qua thì chúng ta có thể ra về. Và những bệnh nhân cần sự hỗ trợ của các thầy, chúng ta có thể nán lại một chút để các thầy chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tiếp tục. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin được cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin mời chú chính.